gì chưa hết thì hai mình bầu củ gì. Xem mấy màu ngoài kia xem còn bao nhiêu cái. Bao nhiêu cái? Máy này không nhìn những người xem nhỉ? Không, ở máy xem ấy. Hello các tình yêu, áo em mặc có bán mà chị. Cái màu này là màu mới về luôn ý. Em chào mọi người. Rồi em lên luôn các bác nhá. Nhiều cái hay lắm. Em đang nghĩ lấy cái nào trước. Chị Hoàng Bin trên số điện thoại đi. Áo chip còn size bé chị ơi. Áo chip chỉ còn size nhỏ thôi. Xem 10 tối qua là cái gì nhỉ? C1 tối qua. Xem 10. Các bác đang xem một like của em cho em xin một lúc thả tim với các chị yêu. À bác nào hóng áo chống nắng không ạ? Chống nắng thì em còn sót tầm khoảng là 15 cái áo chống nắng dài. Đấy. Còn tầm 15 cái áo chống nắng dài ạ. Hàng của nó là hàng Laloma 2 lớp á chị nhá. Hàng Laloma 2 lớp ngày hôm nay em cho bác nào nhanh tay nhất. Được chưa? Em cho bác nào nhanh nắng ngắn còn chị ơi. Còn đợi em tí. Các chị mình này, bác nào không săn được mã này hôm nay em xin chia buồn luôn. Tại vì cái này em còn tầm 15 chiếc. Đa số là còn size XL các chị nhá. Đa số là còn size XL. Các chị comment là nắng dài cần số điện thoại. Bạn áo đang mặc đi em. Đợi em tí chị Tuấn Huyền ơi, để em một tí nhá. Mã này các chị lên đơn cho em này. Chị nào đã mua cái áo chống nắng hàng Laloma 2 lớp nhé các chị biết. Được chưa? Nhưng mà ngày hôm nay em còn ít và em sẽ bán cắt mẫu luôn. Được chưa? Còn bao nhiêu cái em sẽ bán cắt mẫu luôn. Kỷ niệm các chị nốt này các chị này. Đưa chị em xem túi mát của nó khách ơi. À quên chị ơi. Đấy bây giờ chỉ chọn được size vừa nhá, không chọn màu của áo nắng. Em bình thường em sẽ có 4 màu và form đến tầm 65 cân đổ về các chị nhá. Đến tầm 65 cân đổ về em chút đơn. Các chị comment là nắng dài và kèm số điện thoại. Hàng nắng thơm 2 lớp cho em. Ngày hôm nay tri ân khách hàng nốt nhá các chị yêu nhá. Em bảo rồi nếu mà giá này em báo sale cho khách sỉ là người ta sẽ ôm hết luôn. Đó. Hôm nay được sóc bò chất đẹp lắm mà mua quần áo nhà Loan chỉ sợ không có tiền thôi. Đồ đẹp hợp lý em cảm ơn chị. Size S gì S36 là cái gì chị? Rồi nắng dài các chị lên đơn. Ngày hôm nay ạ, em tặng các chị nốt ạ. Chị nào mình nhanh tay mình có đơn 300 ạ, 50.000 một chiếc. Giá thanh lý các bác nhá. Hàng này của em các chị lưu ý cho em hàng Laloma 2 lớp, hàng chính hãng cho em, chứ không phải hàng vớ vẩn, hàng không thơm mà các chị giặt mấy năm cho em không hết mùi. Để chạy chất rất là đẹp luôn, hàng 2 lớp lưới các chị yêu nhá. Bên trong của nó lớp lưới như thế này. Em tặng nốt các chị 350.000. Ok chị ạ, 350.000 đồng một cái.
Huyền ơi, dơ hộ chị cái màu với. Đây các chị ơi, màu này là màu xanh Nhật Bản cho em. Màu này là tông màu xanh Nhật Bản. Các chị lên đơn hàng cho em nắng dài kèm với số điện thoại cho em. Nắng Laloma 2 lớp, đây là màu xanh than các chị này. Màu xanh than nhá. Màu xanh coban và tông màu xanh cổ vị, nó sẽ có 4 màu cho các chị mình chọn. Đấy, mình chỉ có bây giờ chỉ chọn được cái size vừa thôi, chỉ chọn được size vừa cho em, không chọn màu nhá các chị nhá, không chọn màu. Lên mã lên đơn cho nắng dài và kèm số điện thoại cho em, 350.000 nốt. Bác nào mình nhanh tay mình có đơn. Hôm trước thì giá của nó sẽ khác, nhưng ngày hôm nay em còn bao nhiêu cái em sẽ tặng nốt các bác lại giá đẹp luôn, rẻ hơn cả giá các chị đi nhập hàng. Cái chợ rẻ hơn cả giá các chị em mình đi nhập hàng lúc tốt em có chị ơi. Mã này là các chị gọi là nắng dài cho em. Đấy, nắng dài cho em ạ, hàng nắng thơm các chị nhá. Chuẩn cho em hàng Laloma các chị nhìn cho em này. Quần đang mặc có chị Yến Nhi được em một tí thơm lắm luôn ấy. Mã này các chị nó là áo nắng Laloma. Để chợ hàng thơm cao cấp và khử mùi các chị yêu nhá. Giặt không bị hết mùi đâu các chị ơi, giặt không hết mùi thơm luôn ấy. Mã này các chị mặc mấy năm luôn. Đấy, nó không hết mùi, nó không bị gọi là nó giặt nó không hết được cái mùi thơm của áo. Nó là một cái chất liệu cao cấp ấy các chị ạ. Là một chất liệu cao cấp, các chị có mà là nắng dài cho em. Nắng dài và kèm số điện thoại cho em, các chị lên đơn. Đâu nhỉ? Đây các chị này. Em bảo rồi, cái hàng này các chị đang mua ngoài bao nhiêu tiền. Được chưa? Nhưng mà thôi không nói nhá, tại vì là mỗi chỗ một giá, mỗi chỗ một giá, nhưng giá này đảm bảo em là giá tặng các chị. Được chưa? Em cho các chị khảo giá thị trường thoải mái luôn, ngày mai chọn cho em size vừa. Được chưa? Không chọn kiểu. Em xả luôn 350.000 một áo. Ok chưa? Nắng dài hàng Laloma các chị nhá. Nắng dài Laloma em tặng các chị 350.000. Cái này còn tầm bao nhiêu cái? Không làm gì đến 20 cái. Không đến 20 cái đâu các chị ơi, không đến 20 cái. Số ở trên trang page của em chị ơi. Số ở trên cái trang bìa của nhà em ý. Các chị lên mã này kêu là nắng dài, em không đọc tên nữa chị nhá. Ngày mai chị nào mình hoan hỉ thì mình được thôi, mã này này. Ngày mai chị nào gọi là mình nhanh thì hoan hỉ mình được, và chị nào không được thông cảm. Áo đang mặc là 149.000 chị ơi. Áo này là 149.000 đồng. Mã này mã mới về. Cổ tim cái hàng này hàng đẹp các chị nhá, 149.000 một áo. Là áo em đang mặc nó là cổ tim trơn. Rồi bác nào chọn nắng dài lên đơn nhá. Đúng ngày hôm nay mới sale nhá các chị nhá. Cái áo nắng dài hôm nay đúng hàng ngày hôm nay mới sale là 350, còn các hôm khác thì em không bán cái này đâu. Các chị ơi, dưới 65 cân đổ với em có size vừa. Tiếp theo áo chị đang mặc là mã gì em ơi? Đấy có mấy màu. Mấy màu đi. Đấy, đây. Các chị nhìn hàng này, áo em đang mặc là áo cổ tim trơn. Cổ tim trơn là hàng chất tâm. Đá 366 em còn, chị ơi, nhà em vẫn chưa chốt đơn xong của chưa hôm nay đâu nhá. Nhà em vẫn chưa chốt đơn xong đâu, các chị mình để điện thoại cho em là được chị ơi. Và em nói luôn là cái áo chống nắng dài nhà em đa số là nó còn size to ấy, size XL ấy, còn áo còn size M em còn ít thôi, thi thoảng nó còn 1-2 chiếc size M thôi nhá. Ngày mai các chị mình chọn size, nói chung là áo chống nắng các chị mình cứ mặc rộng rộng cho em một tí, đừng nên mặc ôm quá. Rồi tiếp theo các chị lên mã này cho em là mã này là mã gì? Uầy. Các chị ơi, cổ tim cho em này. Cổ tim xinh ơi là xinh luôn, mã mới nhá các chị yêu nhá. Mã mới cho em 150.000 một áo. Hàng này của nó là hàng loại 1 các chị yêu nhá. Có hàng loại 2 là hàng rẻ hơn đấy. Cái này của em là hàng easy. Được chưa? Hàng mã easy cho em là rất là đẹp luôn các chị này. Các chị lên mã lên đơn cho em là mã gì? Mã gì nhà chị ơi, chị ơi tháo ra em cho em treo cái móc lên của em cả. Treo lên cái móc của em cả. Bên này cái hàng này hàng đẹp các chị này. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại cho em. Cái này là mác của nó là mác rời ở trong túi. Mác này mác rời ở trong túi luôn. Áo đít mã mã gì đấy mọi người? Mã này mã V được không? Rồi mã V1 cho em. V1 em mặc là màu tím các chị nhá. V1 cho em ạ. Áo nó ngắn tí em lên sau tình yêu ơi. Tí lên sau các bác cho em xin nút thả tim và chia sẻ bài nhá. Các chị chọn cho em màu em mặc là màu tím này, màu nâu này, màu trắng này, màu cố, màu hồng và màu đen. Tất cả bộ này em sẽ có 6 màu. Có 6 màu chứa điều hòa được em. Chị ơi, chị lên chứa điều hòa đi. Cứ lên chứa điều hòa cho em và các chị nhìn lên đơn hàng thôi. Mã này ạ. Đây là mã gì nhỉ? Mã V1 cho em nhá. Các chị lên mã V1 và kèm theo số điện thoại cho em. Form này thì em chốt đơn các chị 40 cân đến tầm 57 cân đổ về. 40 cân, 57 cân đổ về. Chị nào không thích họa tiết các chị lấy cái mã trơn này cho em này. Lấy mã trơn này cho em, các chị lên đâu nào cộng theo số điện thoại nhá. Em mặc là tím kiểu màu tím hoa cà ấy. Mình chọn màu cho em. Mẫu mới ạ, các chị chất nó rất là đanh luôn nhá. Ok chạ, chất nó rất là đanh luôn. Các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn. Và các chị nhìn màu cốm này, cái chạ màu trắng này, màu nâu này, màu đen, màu tím và màu hồng đậm. Mã này không có hồng nhạt đúng không? Không có. Rồi mã này không có hồng nhạt. Đấy, các chị chọn bảng màu cho em nhá, đủ màu luôn. Mã này các chị comment là mã V1 kèm theo màu với số điện thoại cho em. Màu đẹp lắm luôn ý. Free size chị yêu ơi, áo này là free size, co giãn mà chị.
Em này có dán dán của laptop cho em. Dán đây là dán của laptop. Các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn nhá. 55-56 cân, 57 cân đổ về, dưới 57 cân đổ về em chốt đơn. Ok chị Ngọc Tạ có đơn này. Comment chuẩn mã hàng cho em. Hai chiếc điều hòa ok chị Trang, hai chị Lan Nguyễn ok chốt nâu. Các nào chốt hồng đậm lên đơn này, có cả màu hồng đậm luôn nhá. Cái hàng này hàng đẹp hơn này. Đấy, cái mẫu này mã V1 là hàng đẹp, đẹp hơn hàng loại 1, cái hàng mã easy cho em. Hàng xịn sò luôn. Đang hot hot như kiểu kiểu như này các chị này. Comment đúng mã hàng một cái số điện thoại cho các chị lên đơn là 150.000 một áo. 150.000 đồng một áo, comment đúng mã hàng một kèm số điện thoại. 366 ok chị Nguyễn Hợp này, Phương Thúy Trần có. Đơn hôm qua gọi chưa? Em gọi rồi mà chị. Chị Trang Thanh có Ánh Vân. Chắc là bị sót đơn đặt lại đi chị yêu ơi. Đặt lại giúp em với. Đây các chị chọn cho em màu này là màu nâu bò các chị nhá. Màu nâu bò cho em. Tông màu tiếp theo cho em sẽ là gì ạ? Màu cốm này. Tông màu tiếp cho em có cả màu đen mà chị. Màu đen. Có màu đen đấy. Thế nên cho chị cái mẫu này có cái màu đen mà. Đúng không? Cái màu trắng các chị này. Mã này là mã V1 cho em. V1 kèm số điện thoại cho em, cổ tim tròn các chị mix với cái gì cũng đẹp. Thật sự luôn là Ánh Vân ok này, Trung Quang Trung có, chị Hoa Vũ này, Đoàn Thị Tú ok em chốt đơn hàng. Các chị nhìn cho em nhá. Em thử mặc cho các chị xem cái màu nâu này. Nói chung là không hẳn là màu nâu luôn ấy, của nó kiểu là màu vàng mơ ấy. Bên ngoài của nó không hẳn là màu nâu các chị nhá, màu rất là đẹp luôn. Các chị mình chọn màu cho em ạ. Lên mã phần phẩm là V1 cộng theo số điện thoại có cả màu đen luôn đấy. Em còn chưa dơ màu đen tại vì hàng nó mới về. Mã này cho em là 150.000 một áo. Chất đanh lắm luôn, cái này có rất là nhiều loại luôn, có cả hàng rẻ đấy, hàng rẻ hơn vài chục nghìn cũng có, nhưng mà cái chất nó rất là nhão, nhưng mà chất này đanh chất đấy các chị này. Được chưa? Yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra cho em thoải mái trước thanh toán các chị ông nhá. Mã easy cho em. Lên mã lên non cái cổ tim đẹp chưa các chị này. Mã V1 cho em ạ. Chị Tuấn Huyền ok chốt tím này. Nhưng em không có chiếu điều hóa mét 4 chị ơi, chị em chỉ có loại mét 6 và loại mét 8 thôi. Chị Ánh Hà đặt lại cho em số điện thoại chị ơi. Comment số điện thoại cho em với nhá. Mã V1 ok chị Hiếu Hoa ok chốt màu nâu. Bác nào chốt nâu lên nâu cho em luôn này. V1 cho em màu nâu và cộng số điện thoại cho em ạ. Mức giá này là 149.000 đồng một áo. Em bao chất đẹp luôn nhá. Cái này có cả loại rẻ hơn đấy. Tí em sẽ lên loại rẻ sau nhưng các chị lấy loại này đi. Em đảm bảo các chị luôn hàng đẹp này. Lên mã lên đơn một kèm số điện thoại các chị chọn màu tím nhá. Màu đen. V1 cho em màu đen này. V1 cho em ạ, tông màu màu hồng này. V1 cho em màu trắng. V1 cho em màu cốm. Và kèm theo số điện thoại cho em 150.000 một áo. Đấy chứ ạ, đúng là chất đẹp thật. Các chị ơi sờ chất này. Các chị có thể sờ nếu mà để mà các chị có thể cảm nhận được cái chất ở qua màn hình ấy. Đây ạ, cho các chị xem gần luôn. Cái chất nó đanh như này mà. Các chị nhìn cái tăm của nó này, chất tăm cho em này. Đấy chứ ạ, comment mã hàng kèm theo số điện thoại. Chất nó mát lắm các chị ạ. Đấy, mặc lên nó mát, nó không bị nóng nhá. Màu cốm đẹp quá mà mình không mặc vừa. Chị Hoa Ban bao nhiêu cân chị? Hoa Ban sáng 57 cân à? Quần em mặc là 200 mấy nhỉ? Quần chị đang mặc là bao tiền đấy? Q221. Q221 là 245.000 chị. Quần 221 em là 245.000. Chị Nguyễn Thảo ok chỗ đơn V1 đen hồng này. Đây thử màu hồng, nó là màu hồng đậm các chị nhá. Màu hồng đậm cho em. Các chị mình chọn màu cho em mới ạ. Chọn màu nó là dáng crop top mà chị gái ơi. Dáng crop top thì các chị mặc nó rất là đẹp luôn, rất mặc dễ nhưng mà nói luôn là cái form này là chị nào nói chung là eo nhỏ một chút các chị mặc nó đẹp hơn là eo to. Nào lấy cho em một ít áo kiểu điều điệu đi. Đây này. Ôi màu hồng các chị này. Mặc với lại là cái quần trắng này quá hợp luôn ý. Chất y hệt thế luôn. Y hệt thế luôn, em mua là 399 đúng không? Y hệt con này luôn, em mua 390. Trời ơi, nó không khác nhau tí nào luôn ý. Ngày mai so thử cái chất hôm em mua 380, 390 rồi. Y hệt thế này luôn các chị ạ. Em thề luôn. Cái mã này bên ngoài người ta bán 300 mấy một cái thôi. Chất đanh lắm các chị ơi. Mã này 150 các chị yêu nhá. Các chị lấy đi, hàng đẹp luôn, lắm luôn ý. Mã này là mã V1 nhá các chị yêu. V1 là 150.000. Đặt áo ba lỗ à, chị Dừng Hoa La lên lại mã hàng và số điện thoại cho em nhá. Comment cho em xin mã hàng số điện thoại ạ. Chốt quần mã nào chị Hoàng Dung ơi, bị sót đơn đặt lại của em với. Áo phông lạnh màu xanh dương không chị ơi? Phông lạnh màu xanh dương là cái gì? Phông lạnh xanh dương là cái gì hả em? Mã này mã V1 chị ơi. V1 các chị chọn màu nhá. Có cả cổ tròn tím, hễ phương cổ tròn sau. Còn mã cổ tim, bác nào thích cổ tim lên cổ tim cho em luôn.
Chị nào thích cổ tim lên mã này cổ tim cho em là mã V1 cộng theo số điện thoại cho em ạ. 150.000 một áo các chị yêu nhá. 150. Comment đúng à một cái số điện thoại cho em là mình có đơn hàng. Chị Dương Lan ok này. Đen đâu chị Phương Nguyễn comment giúp em là V1 chị nhá. Chị Ngọc Huế có đơn. Trời ơi các bác ơi cái màu cốm năm nay là màu hot. Đấy chứ ạ, màu cốm lúc này cô lấy về nhiều nhất luôn tại vì là cái tông màu hot của năm nay. Các chị mình chọn màu cho em nhá, chọn màu chọn nói chung là tầm 5 7 cân đổ về. Dưới 5 7 cân em chốt đơn hàng. Trên 40 cân đổ lên. Đây các chị nhìn màu cốm này. Đấy chưa? Đấy, rất là tôn da luôn. Mã này các chị comment là mã V1 cho em, V1 màu cốm kèm số điện thoại cho em ạ, 150.000 đồng một áo. Chị Phương Nguyễn ok chốt V1 đen nâu. À, cái quần đúng không? Đấy là quần mã Q08 với lại là quần 90, Q90 nó là 110.000. Chị Thanh Hải ơi, nó là chất co giãn đây. Đấy chạm chất co giãn này này, thoải mái luôn ý. Áo đá từ từ chị ơi, trưa nay lên đầy áo đá đấy chị. Mã này là mã V1 cho em nhá, V1 cộng số điện thoại. Áo này tất cả nó có, đây này chị này, có nhiều màu lắm, hình như là 6 màu sao ấy, 6 màu hay 5 màu. 6 màu chị ơi, có thêm màu nâu nữa. Chị ơi, áo này có 6 màu luôn, các chị chọn cho em V1 màu đen nhá. V1 cho em màu tím này. Đó, V1 cho em màu trắng. V1 cho em màu hồng, hồng là hồng đậm các chị nhá. Hồng kiểu hồng sen đậm ấy. Em mặc là màu cốm, còn V1 cho em đây là màu nâu. Các chị chọn màu chọn màu cho em ạ. Mã cổ tim với tầm 5-7 cân đổ về em chốt đơn. 40 cân đến 57 cân, dáng này là dáng crop top chị ơi. Dáng áo crop top cho em các chị mình chọn màu nhá. Rất là xinh luôn, mỗi đây các chị mặc cái quần thể thao hoặc là chân váy này hoặc là quần sóc đều đẹp luôn. Lên mã lên đơn kèm số điện thoại ạ. Chị Hà Lâm có này, chị Thanh, chị Thắm Nguyễn có, chị Liên Dương ok em chốt đơn hàng. Comment đúng mã sản phẩm cộng theo số điện thoại cho em nhé chị yêu. Em bảo rồi ạ, chốt luôn đi các chị ơi. Mẫu mới mà cái mã này ạ, em săn trượt mấy lần rồi đấy. Tại vì cái hàng này cứ ra là hết bằng ngoài, người ta bán hơn 300 nghìn một cái cơ. Hơn 300 nghìn một cái mã này. Ok chưa ạ, hàng này hàng của Easy cho em ý, rất là đẹp luôn. Lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại cho em là mã V1 các chị yêu nhá. Mình chọn màu cho em luôn. Chị Dương Lan rồi ok. Lấy em 5 cái không lấy trắng ok Diệu Trúc nhá. Ôi đừng bỏ qua màu trắng luôn. Màu trắng lúc nào cũng bị gọi là em săn trước đầu tiên. Em săn trước đầu tiên tại vì là cái màu đấy là kiểu là màu quốc dân đi. Đen trắng là màu quốc dân rồi. Đấy, mã này là V1 cho em chuyển mã luôn nhá. Em chuyển các chị sang cái mã mà cái hàng Mezi nhá. Chuyển sang hàng Mezi luôn. Đây. Mã này luôn đi. Ok, mã này luôn. Hàng đẹp luôn các chị yêu nhá. Ok chị ạ, chuyển sang cái hàng Easy mẫu mới. Hôm qua bác nào chưa săn được cái mã Mezi này ạ, các chị lên luôn cho em. Là mã V này là V2 ý chị nhá. V2 kèm số điện thoại ạ. V2 và kèm cho số điện thoại cho em là các chị yêu mình chốt đơn hàng. Xinh chưa? Các chị ơi em bảo rồi ạ, mỗi mẫu có một tí thôi các chị nhá. Mỗi mẫu có một tí, hàng này của em là hàng Mezi, siêu đẹp luôn. Được chưa? Chuẩn chất đẹp cho em các chị yêu. Mã này lên đâu chỉ là mã V2. Chị ơi lấy màu của em đi. Lên các chị màu xanh coban trước đi. Ôi lại còn đẹp quá đi chứ. Này, dáng crop top cho em. Phong này chốt đến tầm 57-58 cân nhá. 58 cân đổ về. Trên 40 cân đổ lên. Mã này các chị có bên là mã V2 kèm số điện thoại. Em mặc là màu xanh dương các chị nhá. Xanh dương cho em này. Màu đỏ đô các chị ơi. Đỏ đô này. Màu vàng bò này. Màu đen. Không có trắng đúng không? Không ạ. Mã không có trắng. Mã này các chị lên đơn hàng chỉ là mã V2 ạ. Kèm số điện thoại ạ. Hàng Mezi các chị đang mua giá lẻ ngoài 280. Mã V2, chị Xuân Trường có, Thái Hà Đạm có, chị Hoài Vinh có này. Chị Nguyễn Mai, Nguyễn Mai đặt lại chị ơi. Mã chị vừa đặt là mã V1 nhá, còn đây mới là mã V2 cơ. Đây mới là mã V2, các chị nhìn hàng này. Đây là hàng Mezi cho em nhá các chị yêu. Ok chưa ạ, sao con này để trong túi nó gặp kiểu gì mà nó nhăn thế này. Ok chưa ạ, V2, các chị chọn màu ạ. Đen này, xanh em mặc là xanh dương nhá. Xanh dương, xanh coban là một. Đây ạ, màu đỏ đây. Các bác chọn màu cho em, chọn màu đến tầm 57-58 cân. 57-58 cân đổ V2 là em tặng các chị giá 200.000 đồng. Bác nào mình nhanh mình được, hôm qua tranh nhau những cái mã này. Đấy, hôm nay cũng về được thêm một ít nữa các chị ơi. Về được thêm một ít nữa thôi. Mã sản phẩm là V2, có cả màu đen luôn này. Đó, 4 màu nhá các chị ơi, 4 màu. Lên mã lên đôi là V2 và cách số điện thoại cho em là các chị mình có đơn hàng.
Cái mã này mặc siêu xinh luôn mà trẻ trung các chị yêu nhá. Mã này là 200.000 một áo. Sản phẩm là V2, tí bên là ngắn sau chị ơi. Vi Mũ Lệ, à quên, Vũ Mũ Lệ rồi, ok. Nguyễn Lan có, Nguyễn Anh ok, chúc đôi nàng. Đây các chị nhìn nàng này. Xinh ơi là xinh luôn, hàng mê gì các chị biết chất lượng đúng không? Thấy chưa, giá bên ngoài toàn 280-300. Em tặng các chị 200.000 áo cho nhanh. Em bán lấy số lượng thôi. Em bán lấy số lượng, lấy đầu đơn thôi ạ. Màu đen đây các chị này. Nó kêu nhún nhún eo ấy, rất là đẹp luôn ấy. Nhún eo rất đẹp luôn. Đây các chị ơi, cái chị màu đen này. Áo trắng quần đen mặc lên cũng đẹp nhá. V2 cho em ạ, 200.000 một áo. Dưới tầm khoảng là 58 cân đổ về. Dưới tầm 58 cân, chị chip vào bi lên mã hàng cho em mới. Vàng bò chỉ có đúng 2-3 chiếc màu vàng bò thôi ạ. 3 chiếc màu vàng bò thôi nhá các chị yêu nhá. Đã làm mình nhanh được mã này thôi ạ. Chị Nguyễn Duyên có, Linh Thùy ok này. Nấm Na comment lại mã hàng với số điện thoại. Chị ơi, chị Hoàng Hồng có đơn hàng ạ. Mai mã V2 là 200 ạ. V2 xanh dương ok này. Vân Lưu Lưu có V1 màu xanh cổ ok chị luôn. Đây các chị nào chốt màu nâu bò các chị lên đơn nhá. Màu nâu là các chị lên đơn hàng. Màu đỏ đô đây ạ. Đỏ đô có đúng 3 chiếc. Đỏ đô 3 chiếc, màu vàng bò 3 chiếc là hết. Đấy, tranh nhau không có luôn. Tại vì mã này về là khách lẻ cũng lấy gần hết rồi. Khách đến cửa hàng ấy, đến tối hôm nay bán là nó còn sót có mấy cái thôi. Mã này về đắt hàng cực kỳ luôn. Tại vì các chị rất là dễ mặc đồ. Với lại quần sót đây là quần thể thao hay là chân váy. Sót thể thao hoặc chân váy. Các chị nhìn trên màu đỏ đô này. Đẹp ơi là đẹp luôn. Lên mã đây đâu là V2 các chị yêu nhá. V2 là 200 một áo, 200.000 đồng một áo. Comment mã hàng cộng số điện thoại. V1 là 150 chị ơi. Chị Anh Lan có này, Nam Nguyễn Hà có này, Hoàng Huệ có, Đậu Thị Hà rồi ok. Các chị comment luôn cái màu sắc của em với nhá. Để chị comment luôn màu của em với. Thì cái mã này nó không có nhiều ấy. Nó không có nhiều, nâu bỏ cũng còn có 3 cái thôi. Đấy, mã này về đấy khách tranh nhau luôn. Khách lẻ khách xỉ. Rồi chị Đặng Thơ này, Lưu Dương có, Danh Như Trần, Đặng, Đậu Thị Hà có, Hiền Nguyễn ok. Em chuyển mã luôn nhá. Mã có ít thì em sẽ thua nhanh. Tiếp theo cho em mã V3. Trắng thì có đúng 2 con mã này. Mã này có cả màu xanh lá luôn. Em lên màu xanh lá trước nhé. Ok chị ạ, lên màu xanh lá trước. Và cho em xin một điều chia sẻ. Trời tiết rất là nóng luôn. Đây ạ. Các chị nhìn hàng này. Tinh ơi là tinh luôn. Lên mã lên đơn cho là V3 nhé các chị yêu nhé. V3 cách số điện thoại cho em là các chị lên đơn hàng. Mã này có cả màu xanh lá mặc trông rất là mát luôn. Xanh lá của nó màu nó sẽ đậm hơn ở trên like một chút nhá. Màu đẹp. Em mình chọn màu đi. Em mặc một màu lên rồi nhá. Con này không chốt nhanh thì lấy lâu ra hàng đúng không? Con này không chốt nhanh thì gọi là lại hết sạch cánh xanh luôn. Các chị nhìn hàng này. Mã này các chị lên đơn hàng cho là mã V3 nhá. 56, 57, 58 cân đổ về em chốt đơn. 58 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. À. Trắng có đúng 2 này. Các chị nhìn cho em màu đỏ này. Ok chưa ạ? Màu đỏ cho em. Lên mã lên đơn là V3 đúng không? V3 là 300, à quên, 200.000 một áo. 200.000 một áo. Comment đúng mã hàng cho là V3 đi ạ. Rồi V2 chuyển mã nhá. Quần em mặc là mã Q221 chị ơi. Q221 là 245.000. Quần em mặc là 245.000 các chị thấy không ạ? Mix được với rất là nhiều áo luôn, rất là nhiều kiểu áo luôn ý. Áo này các chị lên đơn cho em là V3 nhá các chị nhá. V3 cho em chọn cho em màu xanh lá này, chọn cho em màu đen, màu đỏ, ba màu cho em trắng có đúng 2 chiếc là hết thôi, không có hàng màu trắng đâu ạ. Đây, toàn mẫu mới và hàng đẹp cho các chị mình luôn. Sản phẩm là mã hàng cho làm V3 nhé chị yêu nhé. V3 cách số điện thoại trên và các chị lên đơn. 60 cân, mét 62 mặc hơi ngắn chị ơi. Mét 62 mặc hơi ngắn, nếu mà 60 cân. Nói chung là nếu mà người chị gọn gọn, chị thích mặc kiểu ngắn ngắn thì cũng được này. Tại vì dáng này kiểu dáng crop top nhá. Q221 chị Mến Trần comment đúng mã hàng hoặc là của em với. Còn mã này là mã V3 cho em. Các chị mình chọn màu nhá. Chọn màu V3 cho em và kèm theo số điện thoại này. Đẹp chưa? Hôm nay khách gọi là điện đến liên tục chốt những cái mã hàng này. Để tranh nhau luôn ý. Tại vì giá ngoài người ta toàn bán 280-300.000 một cái. Em tặng các chị mức giá chỉ có 200.000 cái thôi. Được chưa? Hàng đẹp, hàng mezi, hàng xịn cho các chị luôn. Chị gì ơi? Đô Bê Tu à? Comment lại mã hàng cho em với. Chị Nguyễn Duyên ok này, Vũ Mỹ Lệ có này, Trần Tám có đơn hàng ạ. Rồi cho em xem cái màu đỏ nhá. Màu trắng thì có đúng 2 cái. Bác nào chốt trắng thì lên luôn cho em. Trắng có đúng 2 cái thôi. Ok, chạy trắng có đúng 2 chiếc duy nhất thôi. Bác nào chốt lên đơn cho em màu trắng nhá. Chị nào lấy màu đỏ lên cho em màu đỏ hoặc màu đen.
có 3 màu cho em, đa số là có 3 màu thôi. Nhưng mà số lượng có ít ạ. Mã hàng này cực kỳ là đẹp luôn, chất đẹp mà nó đanh chất. Đỏ này. Đỏ tiếp quá không có nhiều nhỉ. Cái chạm đỏ không có nhiều luôn. Đó, các chị ngắm kỹ cho em cái màu nhá. Ngắm màu cho em với. Cái màu của nó sẽ đậm hơn trên line một tí. Đó, mã V3 cho em chị Thúy Đỗ có V2 đen và đỏ này. Sao các chị không lấy một mã đỏ mã kia nhỉ, cho nó khác nhau kiểu đi. Chị Thu Trần ok em chốt đơn, chị Gia Nhi Trần có, chị Hiền Nguyễn ok em chốt đơn hàng. Đây các chị ơi, màu đỏ là đỏ đô nhá các chị nhá. Bối ngoài là đỏ đô đấy, không phải đỏ tươi đâu. Các chị mặc nó không bị chóe màu. Dáng như này nó chỉ có một form này thôi chị ơi. Thảo Nguyễn có, Nguyễn Hằng là chị Hà Huế. Chị Ly Thanh thì em tìm cho chị mẫu khác nhá. Có nhiều mẫu mà. Các bác nào chốt màu đen không ạ? Đây quần trắng áo đen này cũng nổi này, cũng đẹp này. Các bác nào béo béo lấy cái màu đen này cho em. Không thích gọi là mặc cái màu sáng, các chị lấy cái màu đen cho em luôn. V3 cho em màu đen kèm số điện thoại nhá. Giá là 200.000 một áo. Em chốt giá số lượng các bác luôn ạ. Gọi là cho nó bán nhanh. Bán nhanh bán lẹ luôn. Đây, chị nào chốt lên đơn. Nói chung là chị nào béo béo ấy, đỡ sợ bị lộ eo, các chị mặc cho em màu đen này. Đấy chưa? Hàng giãn cho em ấy. Đấy, chất liệu co giãn cho em. Bên dưới nó sẽ có hơi nhún một chút nhá các chị nhá. Đạo kiểu ấy. Mai V3 cho em 200. V3 200.000. Chị Ninh Huân ok em chốt đơn. Thiên Nguyễn có, Hường Nguyễn có, Kiều Thương có, Trương Thị Minh ok em chốt đơn hàng. Rồi chuyển mẫu các bác nhá. Chuyển nhanh xua nhanh luôn. Tiếp theo cho em mã sản phẩm là V4. Mã sản phẩm là V4 cộng số điện thoại ạ. Này không có nâu bò đúng không? Nâu bò có sót đúng một chiếc. Nhưng mà vừa về lại chia cho khách xỉ gần hết rồi. Về chia xỉ gần hết rồi các bác ạ. Em còn không đăng hình lên nhiều ấy. Em không đăng hình lên hết đâu. Mã này các chị lên đơn nhiều mẫu về ấy. Rồi các chị ơi, lên mã này cho em là mã này là mã V4 nhé các chị nhá. V4 kèm số điện thoại cho em là các chị lên đơn hàng. Cái kiểu gấu nó rất là đẹp luôn các chị này. Đấy chứ ạ, kiểu gấu nó đẹp các chị nhá. Mã sản phẩm là V4 ạ, lên số điện thoại cho em. Toàn bộ là hàng Quảng Châu. Đó các chị nhìn hàng này, xuất sắc luôn. Đó, V4 cho em có màu xanh lá với lại là màu xanh coban đúng không? Xanh lá có hàng không? Các chị ơi, nổi quá luôn này. Đẹp đấy các chị ơi. Chốt luôn mà ngay nhá. Mã này là mã V4 cho em. V4 ạ, kèm cái số điện thoại cho em. 200.000 áo. Được chưa ạ? Khách xỉ đừng giật mình nhá. Tại vì giá này các bác chắc chắn là các bác nhập giá cao hơn em rồi. Giá lẻ. Được chưa? Nhập giá cao hơn em đang bán lẻ luôn. Mã này các chị hôm nay là mã V4 nhá. V4 cùng số điện thoại cho em màu đỏ này. V4 màu đỏ, V4 màu xanh lá. Được chưa ạ? V4 xanh lá này, V4 cho em màu trắng, V4 màu đen và V4 cho màu xanh coban đủ màu luôn. Form này chốt đơn các chị đến tầm 5-6 cân nhá các chị nhá. 56 57 cân đổ về, 40 cân đổ lên. Các chị thì chọn màu cho em luôn nhỉ. Chọn màu cho em luôn, hàng đẹp các chị này. Ok chị ạ, hàng đẹp luôn ạ. Chất liệu của nó quá đỉnh luôn. Mã sản phẩm là V4 ạ, cách số điện thoại cho em 200.000 một đám, mình chọn màu cho em luôn. Em đang dơ nốt cái màu đen ra đã. Đây bảng màu đi ạ. V4 màu đen này. V4 màu trắng này các chị ơi. V4 xanh lá này. V4 màu xanh coban này, V4 cho em màu đỏ đô và kèm với số điện thoại cho em. Mã này là 200.000 một áo các chị yêu nhá. 200.000 đồng một áo. Chất đẹp dã man luôn. Ba lỗ đằng sau chị có một loại là 140, một loại 150 chị nhá. Một loại 140, loại 150. Chị Nguyễn Hà có, Tình Đồng có, chị Nấm Nao kèm chỗ đơn hàng. Chọn màu luôn đi các bác ơi. Hàng đẹp như này đừng bỏ qua nhá. Đừng bỏ lỡ luôn ý. Rồi em lên thử cái màu xanh xanh lá luôn nhá. Thử lên màu xanh lá luôn đi. Ủa hình như mình chưa lên xanh lá hay sao? Nhiều mẫu đẹp mà nhà em Loan toàn săn mẫu mới thôi. Rồi, nói chung là cái quần màu trắng hoặc quần màu đen có thể mix với tất cả các màu áo luôn, nó không bị kén với màu áo. Đây ạ, quần em mặc là Q221 nhá các chị nhá. Q221 là quần trắng em mặc. Cái mã này nó kiểu là bên dưới các chị này. Nó kiểu xếp xếp cái này cho em nhá. Đấy chạm rất là đỉnh luôn. Lên mã lên đơn là mã gì ạ? V4 cho em. V4 cộng số điện thoại cho em ạ, 200 một áo. Đằng ngắn em chưa lên chị ơi. Quần em mặc là 245.000, còn áo là 200 các chị nhá. Áo là mã V4, còn quần là mã Q221.
quần là Q221, quần áo là bao nhiêu tiền nhỉ? Áo là 200 nhá. À, các chị thích áo nắng ngắn đúng không? Cho em xin một lượt chia sẻ đi, em lên áo em xả, em tặng các chị áo chống ngắn nốt nhá. Nhưng mà em chỉ sợ em xả, các bác nào chưa nhận được hàng, các bác lại mắng em là chị chưa nhận được hàng mà mày đã xả rồi. Đấy, gọi là hơi bị lăn tăn một chút đấy. Quần chị mặc không có màu be em ơi, nó chỉ có màu trắng, màu xanh với màu làm gì có chị. Nó chỉ có trắng xanh với đen thôi, trắng xanh đen nhá. À, không có màu be đâu Linh Thùy ơi. Mã này là quần em mặc là Q221 nhá, quần áo là mã gì nhỉ? Áo là mã V4 đúng không? Áo là mã V4. Đây các chị nhìn cho em màu này, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Lên form nói chung là cái dáng này rất là dễ mặc luôn. Đấy, các chị ơi, mã này các chị mặc cái quần sóc ở chân váy cũng xinh. Em đang mặc cái quần thể thao này, đã rất là hợp rồi đúng không ạ? Bây giờ em tặng các chị nốt áo chống nắng ngắn được không? Các bác cho em xin một lượt chia sẻ với. Thả tim cho em luôn, em thả tim cho em luôn với. Chốt đơn nhiều lần sao không thấy gửi về shop? Nhà em có chốt đơn là em nhà em gửi hàng mà chị. Chị cho em số điện thoại lên kiểm tra xem đơn hàng đến đâu rồi nhá. Chị Khánh Huế có này, chị Hoàng Hồng có này. Rồi chị Nguyễn Thương ok chốt đơn dồn này. Thả tim các bác ơi. Quần là 245.000, toàn bộ hàng Quảng Châu đẹp cho các chị luôn. Chị Hiếu Hoa cho em số điện thoại nhá. Rồi, thế thì bây giờ nhà em hôm nay nó chỉ còn tầm khoảng là 30-35 cái áo chống nắng ngắn thôi. Ngày hôm nay chắc là chị nào may mắn thì được chốt giá đẹp. Đấy chứ ạ, còn không là nhà em sẽ cắt mẫu không có về hàng nữa. Được không ạ? Chị đưa cho em áo nắng của La Loma được em với. Nhà em bán chuyên về chống nắng của La Loma, hàng 2 lớp năm nay nhá. Em chưa hề bán một lớp tí nào luôn. Tại vì là cái hàng nắng ngắn nhà em năm ngoái là em chỉ bán hàng một lớp. Nhưng năm nay lại chuyên về hàng 2 lớp luôn. Mà chỉ bán một loại chất thôi, hàng nắng thơm cho em. Đấy chứ ạ, hàng nắng thơm 2 lớp. Mình thấy chốt đơn rồi. Hôm nay mai là nhận được hàng rồi. À thế à chị. Nói chung là tùy từng chuyến thôi chị ơi, tùy từng chuyến. Chị Phạm Thúy ơi, hôm nay đặt lại cho em nhá. Đây các chị này. Đấy chị ạ, rất là đẹp luôn. Bác nào đã mua áo chống nắng em ấy, em bán không biết số lượng bao nhiêu rồi các chị ạ. Tại vì nhà em bán lại, nhà em bán đẩy số lượng ấy, nhà em không bán lãi cao nhưng nhà em bán số lượng nhiều. Các chị nhìn hàng này. Đâu đưa chị màu đi. Bây giờ xem là có size nào vừa thì mình nhấp thôi. Chứ còn là có thể là những cái hàng này thì em sai số của nó, hiện tại thì nó lẻ sai nhá các chị nhá. Cơ bản là nó vẫn còn MLXL nhưng nó có lẻ cái màu ấy, nó lẻ cái màu ấy. Các bác nghe em ạ, cho em xin một nút chia sẻ hộ em với, để mình đỡ bị ẩn comment của mã này nhá chị yêu nhá. Lên đơn hàng chứ là nắng ngắn đi. Nắng ngắn kèm số điện thoại ạ. Em tặng luôn giá đẹp luôn ạ. 265.000 đồng một áo. Được không? MLXL 3 size. Mình chọn màu, mình chọn size vừa. Mà hàng nhà Loan là hàng 2 lớp nhá các chị nhá. Đừng, các chị đừng nghĩ là hàng 1 lớp. Hàng 1 lớp chắc chắn các chị mua ngoại trường giá nó sẽ cao hơn nhà em. Nhưng mà ngày hôm nay em bán cho các chị hẳn hàng 2 lớp liền. Mức giá cho các chị là 269.000 đồng một áo. 265 à? Em vừa nói 265. Đây các chị này. Đây là em lên cái màu xanh cổ Việt trước nhá các chị nhá. Xanh cổ Việt trước đây ạ. Dưới 63 cân đổ về em chốt đơn. Dưới 63 cân nha các chị nhá. Từ khoảng là 40 cân đến 63 cân đổ về ạ. Các chị mình chốt đơn hàng. Em không bán hàng kiểu hàng nhái La Loma nhá. Nhái La Loma các chị ơi không thơm đâu. Người ta bán rất là rẻ thôi. Nhưng mà cái mã này ạ, nếu như hàng nắng thơm 2 lớp ạ, ngoại trường chắc chắn phải có tầm khoảng là suýt soát trên dưới 500.000. Đấy chứ ạ, trên dưới 500.000 một áo. Rẻ cũng phải tầm khoảng 450 đúng không? Ngày hôm nay em xả luôn các bác này. Giá này giá tặng nhá. Đấy chưa, em đang nói ra là tặng không cần lỗ lãi gì luôn. Em tặng luôn 265.000 đồng. Bác nào mình nhanh tay mình được gọi là em cho nó hết hàng luôn, cắt mẫu không về hàng. Rồi nắng dài lên rồi, tình yêu ơi, em lên dáng dài rồi. Các chị nhìn hàng này. Trời ơi, nó thơm, nó mát, được chưa ạ, mặc có sướng. Các chị cứ lấy áo nắng này chưa, bác nào mà chưa mua thử mua một chiếc nhá. Rồi lại, ôi giời ơi, Loan ơi, mặc thích quá. Các chị nhìn cho em màu xanh than đây. Đây là tông màu xanh than nhá. Tông màu em mặc là màu xanh cổ vịt đấy. Tông màu tiếp theo chính là tông màu xanh Nhật Bản. Ok chị ạ, đây là tông màu xanh Nhật Bản cho em. Các chị lên mã lên đơn cho em là nắng ngắn ạ. Các chị chọn size vừa cho em nhá. Chọn size vừa để ngày mai xem là có màu nào vừa để các chị mình lấy. Đấy, ngày mai xem có màu nào vừa mình lấy. Đây là màu xanh coban. Xanh coban này, màu xanh xanh cổ vịt này. Màu xanh Nhật Bản cho em và tông màu xanh than nó sẽ có 4 màu xanh. Các chị nhìn cho em ạ, nhận hàng đúng chất. Đúng hàng như này các chị mình lấy cho em, đúng tem mác này. Để chị ạ, đúng tem mác này, đúng túi này. Để chị ạ, mở hàng ra ngửi thử thơm mình lấy. Đấy chứ ạ, giặt không bị hết mùi thơm của áo nắng các chị nhá. Mua lúc nào khi mà giặt
nó hết giặt nạn phơi đi nó vẫn có mùi thơm như thế luôn, nó không bị hết mùi. Tại vì nó là một chất liệu cao cấp. Em không phải quảng cáo hay đâu, tại vì nhà em bán số lượng rất là nhiều rồi. Đấy, khách hàng gọi là nhận được rồi lại còn giới thiệu cho mọi người mua thêm nữa cơ. Các chị comment là nắng ngắn nhé các chị nhá. Nắng ngắn cho em ạ, em tặng nốt các chị là 265.000 đồng. 265.000 đồng trên một áo nắng ngắn La Loma. Em xả luôn các chị yêu. Đấy, còn nó còn tầm khoảng là 30-35 cái thôi, nó không còn nhiều. Được chưa? Mỗi lần em về 500.000 áo hết luôn. Bây giờ nó còn vài chục cái và em sẽ bán. Em nói luôn là em sẽ không về nữa đâu. Mấy đợt vừa rồi em bảo em nghỉ em không bán nữa thì các chị cứ bảo em ơi về thêm thì chị chưa được mua. Chị chưa được mua cứ về thêm chuyến nữa thì mới bán giá cao hơn một tí cũng được. Đấy, khách hàng nói chính khách hàng nói như thế luôn ý. Nhưng mà thôi bây giờ thôi không bán nữa. Bán nhiều rồi. Khách hàng đa số khách nhà em ạ, chị nào mà đã mua hàng nhà em đã quen nhà em rồi ý. Ít nhất là chị nào mua thì cũng phải mua một cái hoặc các chị có đổ 4 màu luôn. Đợt trước có cả 5 màu nhưng mà bây giờ em không về cái màu đỏ được nữa. Đấy, bây giờ nó còn 4 màu thôi các chị ơi nhá. Các chị mình cứ chọn màu chọn size vừa cho em. Comment mã sản phẩm cho là nắng ngắn kèm cho số điện thoại. Đúng buổi ngày hôm nay nhà em mới sale được giá này đấy các chị yêu nhá. Mình chọn màu chọn size vừa cho em các chị lên đơn. Ok, chặn nắng ngắn cho em. 4 màu sắc rất là đẹp luôn. Đấy, chống nắng bên trong là lớp thông hơi nhá. Nó không bị nóng đâu các chị ơi. Mặc siêu sướng. Rồi em chuyển mã luôn. Áo chị mặc là 200 em yêu ơi. La lan nhá. Áo chị mặc là V4. V4 mình chọn màu cho em. V4 chọn cho em màu xanh lá này các chị ơi. Em bảo xanh lá nhá. Tông màu thứ hai là tông màu đỏ. Tông màu thứ ba cho em là tông màu xanh coban. Đó, tông màu thứ tư cho em là tông màu trắng này. Tông màu thứ năm cho em là tông màu đen. Chọn màu cho em 200.000 một áo. 200.000 một áo của áo gì nhỉ? Áo xanh gì chị? Áo xanh này á? Áo xanh là 200 mã V4. Áo xanh là mã V4. Rồi em chuyển mã nhá. Chuyển mẫu luôn. Tiếp theo các bác một mã nữa. Mã này lại có nguyên đen nhiều thế. Em bảo đây giống. Mã này có trắng đen xanh 3 màu. Màu trắng, màu đen và gì ạ? Tông màu xanh. Mã này em có 3 màu luôn nhá. Ok chưa ạ? Các chị nhìn hàng này. Mã này mã V5 cho em. Áo xanh em mặc là V4 nhá. Áo xanh em mặc là V4. Thao coban 60 cân rồi. Dưới chốt đến 63 cân đi. Cái mã áo nắng ngắn ấy. Còn mã này các chị comment là mã này là V5 cho em. V5 cộng cho số điện thoại ạ. Tí còn nhiều cái hay ho mà lẻ mẫu lẻ size em thành gì hết. Cho các bác luôn. Đây, các chị nhìn hàng. Cái mẫu này thì em đang có đen này, xanh lá này và tông màu trắng các chị nhắc 3 màu đúng không? Đen, xanh lá với trắng các chị chọn màu cho em. Mình chọn màu cho em nhá. Các chị nhìn cái hàng này. Để chọn rất đẹp luôn ạ. Mã này các chị có may là mã V5 cho em mà kèm số điện thoại ạ. Ôi nắng ngắn nhà em bán thuốc nào cũng là đỉnh luôn. Tại vì bán rẻ quá mà. Sao cái áo cung ngực nhà mình còn cái gì? Cung ngực còn size bao nhiêu? Xem mọi chị cái áo cung ngực đi. Chưa là nóng quá các bác ạ. Rồi mã này các chị lên đơn nào cho là mã V5 nhá. Đánh nhà Loan đẹp lắm, chị mua 2 chiếc rồi, em cảm ơn chị mình nhá. Chị Út Huệ có V4 màu trắng lên số điện thoại đi chị ơi. Chị dâu tây ok chút nước giặt này, Phương Thảo có V4. Mã này các chị lên là V5, ôi cổ hơi vuông vuông này các chị này. Đẹp nhờ, cái kiểu này đẹp này. Đấy chưa, cổ hơi vuông vuông trên không hẳn cổ tròn nhá. Mai mã V5 cho em. Các chị chọn cho em màu trắng. V5 màu trắng này, V5 cho em màu xanh. Đấy chạ, xanh của nó xanh lá các chị yêu nhá. V5 màu xanh lá. Con này chút đến tầm khoảng là 57-58 cân đổ về. Mã hàng chính là V5 và kèm cho số điện thoại ạ. Giá 200.000 một áo hàng Mezi. Đấy chị ạ, 200.000 một áo cho em hàng Mezi ạ. Các chị comment mã sản phẩm. Chị yêu ơi, cái nước giặt ấy thì em đang bán nốt các bác là 119.000 một thùng 2 can thôi. Mà hàng của nó là hàng chất lượng nhá chị nhá. Cái gì nhà nước giặt đúng không? Nước giặt em vẫn đang còn. Nhưng vẫn đang còn. Còn bao nhiêu thùng nữa nhỉ? Quên ơi, quên bác có chị ít nước giặt ở đây cả. Đợi em một tí, em mang nước giặt cho các bác. Rồi chị Quỳnh Thúy lên số điện thoại. Nước giặt 119.000 đồng một thùng 2 can. Mỗi can 3 lít 2. Mỗi can là 3 lít 2. Nước giặt đôi chi của Ánh Dương các chị nhá. Phan Lập rồi, ok chị hết tiền mới. Em Loan, chị cổ vũ em nhé. Ok được luôn chị Đặng Thị Quỳnh ơi. Hôm nay không mua thì mai mua. Thế chứ ạ, lúc nào có thì lại ủng hộ cho em. Thế chứ ạ, anh Lan ok chốt đơn hàng ạ. Rồi, vải chất gì? Cái này là chất gì nhỉ? Chất này là hình như nó là chất gọi là chất zip, nhưng mà chất zip của hàng Quảng Châu nó rất là đẹp luôn, nó không như hàng gia công nữa chị nhá.
Các các chị yêu nhị đã mua sang những cái dòng áo của hàng Mayzy, các chị biết chất lượng của nó. Nó đẹp lắm luôn chị ơi, mà chất đồng mát chị nhá, chất đồng mát, nó co giãn thoải mái. Nhưng mà form này chị em bình thường là chốt đến tầm khoảng là dưới 60 cân đi. Các chị mình dưới 60 cân cũng mặc được cho em, tại vì hàng nó co giãn đấy chị này. Lên mã sản phẩm cho em là mã V5. V5 cộng số điện thoại cho em ạ, 200.000 một áo luôn các chị ơi. Chọn cho em màu nhá, xanh trắng đen 3 màu. Xanh trắng đen 3 màu ạ. Comment cho em xin mã hàng với số điện thoại ạ, là các chị mình lên đơn. Không để nước thật ở đây à? Để, lại lấy ra. Đấy, nhân viên gọi là hơi bị sành điệu luôn. Cái kho nó ở gần đấy mà nó không đi nó lấy. Quần em mặc nó là bo gấu. Quần em mặc là bo gấu đấy chị ơi. Quần bo gấu cho em. Quần này là 245.000. Chị Út Huệ nhá, chị Việt Trinh ok. Đây các chị mình ơi, nước giặt của nhà em đây. Đấy, thì em bán gọi là bán số lượng thôi. Một thùng nước giặt 2 can, mỗi can thì em là 3 lít 2. Tổng cộng là 6 lít 4 nhá, 6 lít 4. Thì các chị mua một thùng này sẽ chỉ có giá 119.000 đồng là giá hiện tại đang được dùng, giá dùng thử của sản phẩm mới. Đấy, nó tốt hơn cái sản phẩm cũ rất là nhiều. Tại vì nó thứ nhất là thơm hơn này, thứ hai là nhiều bọt hơn, và thứ ba là sạch hơn. Nếu như mình đã dùng sang cái này rồi thì mình không phải dùng thêm bất cứ một cái loại nước xả vải nào nữa luôn các chị ạ, không phải dùng thêm bất cứ một loại xả vải nào nữa luôn thì thơm lắm luôn ấy. Đấy, rất là tốt cho giặt máy, tại vì nó là dòng nước giặt, dòng nước nhá các chị nhá, nó không phải là dòng kiểu dạng bột. Đây các chị nhìn hàng cho em nhá, rất là an toàn so với cả trẻ em luôn. Đấy chị ạ, là da nhạy cảm nhất. Các chị lên mã sản phẩm cho là nước giặt cho em, nó sẽ có hai màu, đó là màu hồng với màu xanh. Màu xanh thì nó thơm như mùi con pho trắng các chị ơi. Đây chị này, thơm như mùi con pho trắng luôn, nó đặc lắm luôn các chị ơi. Comment mã sản phẩm cho là nước giặt và lên số điện thoại cho em. 119.000 đồng một thùng 2 can, mỗi can là 3 lít 2. Đó các chị nhìn này, nói chung là các chị mình cứ lấy kèm luôn cả với lại là quần áo đi. Để chặn đằng nào cũng mất công ship, đằng nào cũng tiện ship luôn. Đấy, ship một thể đúng không? Cho mình đỡ phí thì ship rồi, thơm quá các chị ạ. Đấy chứ ạ, thơm lắm luôn. Bác nào đã mua cái này rồi các chị biết đấy, loại này loại mới này, loại mới thơm dã man luôn, dùng nó thích. Mã sản phẩm cho là nước giặt các chị ơi nhá, nước giặt và kèm số điện thoại. À, nước giặt này thơm lắm, em Loan ơi, chị nhận được hàng rồi dùng thích đúng không? Nó thơm hơn loại cũ nhiều lắm. Nói chung là loại cũ thì nó không ăn thua lắm, cho nên em sẽ cắt mẫu không bán nữa. Em chuyển sang cái loại mới này, loại mới thì hiện tại thì đợt trước là em đã test thử rồi. Để cho em cảm thấy ok hơn thì em sẽ lấy loại này em bán. Thì rất là nhiều khách hàng phản hồi và em ơi chị nhận được cái nước giặt này thơm hơn lần trước rất là nhiều. Thì các chị cứ lấy loại mới này mà dùng này. Được chưa? Nói chung là cái dung tích của nó sẽ nhỏ. À, nhỏ hơn tầm khoảng là 200ml đúng không? 200ml thôi nhưng mà nó dùng nó sướng hơn. Thứ là đặc hơn này, thứ hai là thơm hơn, thứ ba là sạch hơn. Nên các chị cứ lấy loại này mà dùng. Được chưa? Không đừng dùng loại cũ nữa. Em nói thật luôn ấy, loại cũ của nó sẽ không được thơm như loại này đâu. Thế là nó không nhiều bọt. Được chưa? Thứ hai là không thơm như loại Dolce này. Đó, nó sẽ có là mùi hồng của nó là hoa hồng các chị nhá. Lên mã lên đơn cho em ạ. Bình thường các chị đang mua 188 một can này luôn. Đây các chị nhìn nó đặc như thế này cơ. Siêu tiết kiệm luôn. Lên mã sản phẩm cho em là nước giặt kèm số điện thoại nhá. Đây là màu hồng. Ok chị ạ, là mùi của hương hoa hồng, hoa hồng đậm với hoa hồng nhung ấy. Đấy. Dã man chưa? Các chị nhìn hàng cho em. 119.000 đồng cho em mình giá dùng thử. Các chị mình cứ, nếu mà chị chưa mua cái loại này ý, thì các chị cứ thử mua một thùng thôi, không cần mua nhiều. Còn mua nhiều thì em không dám ship tại vì là cước nó cao. Đó, mình cứ mua dưới 3 thùng quay đầu thôi nhá. Các chị mua tầm dưới 3 thùng quay đầu thôi. Mã sản phẩm cho là nước giặt và kèm số điện thoại cho em 119.000 đồng một thùng 2 can liền cơ các chị ơi. Lên mã sản phẩm và kèm cho số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. Ok chưa? À, chị nào mà gần hết thì báo ngày mai nhà em ship luôn cho. Không đến lúc các chị bảo gửi nhanh cho chị là lúc đấy là cước cao thì em sẽ không dám gửi nhanh đâu. Đấy, và gửi tầm khoảng dưới 3 thùng thôi nhá. Cái cước nó cao lắm, cao ngất ngưởng luôn, không đỡ được cước. Không đỡ được cước luôn. Nước giặt nó không như quần áo đâu. 20 cân nước giặt thì các chị biết là bao nhiêu tiền cước. Em phải bù tiền cước nhiều luôn ấy. Cho nên em không ship trên 3 thùng nhé, chỉ ship dưới 3 thùng thôi. À, khẩu trang á, khẩu trang có luôn, khẩu trang em đang cắt mã không bán nữa ấy. Đấy chưa, em không bán khẩu trang nữa. Tại vì là kiêm nhiều thứ quá là em không cam nổi. Đấy chứ, em thì bây giờ em chỉ muốn chuyên nguyên về quần áo thôi. Để phục vụ các chị cho nó gọi là cho chu đáo hơn ấy. Thì bây giờ em sẽ không bán đồ gia dụng nữa nhá. Em chỉ bán nguyên nước giặt. À quên, bán nguyên quần áo thôi. Đấy, nói nhịu rồi đấy. Đây ạ, 139.000 cho các chị cả thùng này luôn. 139.000 đồng một thùng khẩu trang. Khẩu trang KF 94 lớp của Minh Phương. Các chị nhìn hàng này, 4 lớp kháng khuẩn nhé các chị yêu nhé.
Nói chung là cũng không còn nhiều đâu các chị ơi. Trong kho em chắc là tầm khoảng là chưa đến 100 thùng nữa là hết. Chưa đến 100 thùng nữa đâu. Các chị mình cứ lấy về nhà mình dùng dần. Đó, khẩu trang 4 lớp cho em, chống bụi, chống vi khuẩn này. Các chị lên mã sản phẩm cho là khẩu trang 139 đồng một thùng. Một thùng là 300 chiếc. Ok chị ạ, một thùng là 300 cái cho em. Lên mã lên đơn cho là khẩu trang và kèm số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng. 300 cái đúng không? 300 cái cho các chị là giá 139.000 đồng. Quá rẻ so với ngoại trường. Được chưa? Các chị mua lẻ một gói này 20.000 đúng không? 20.000 hay 15.000? Rẻ nhất cũng phải 15.000 một gói đúng không ạ? Em tặng các chị cả thùng luôn. Các chị cứ tính một cái gọi là một phép tính đi, 15.000 một gói mà một thùng 300, tính ra là khoảng 450 một thùng này đúng không? Nếu các chị mua lẻ. Đấy, em tặng các chị 139.000 đồng cả thùng. Thì các chị tính xem ạ, các chị quá hời. Thì tội gì ạ, đúng không? Mình mua luôn một thể đi, nhà mình dùng dần. Đấy. Nhà em không bán phấn son gì đâu chị ơi. Em không bán phấn son gì đâu. Em bán nội là em cũng chọn sản phẩm chứ không phải cái gì cũng bán đâu chị ạ. Dùng linh tinh đỡ hỏng da mặt của các chị, da em đền ốm. Nhưng em không bán đâu. Đấy, nói chung là em bán hàng cũng phải có chọn lọc đấy ạ. Cái gì ok mới bán. À, chị Xuân Giáp ok chốt đơn hàng V5 xanh lá nước giật ok. Bác nào chốt comment chốt em là gì ạ? Khẩu trang các chị nhắc khẩu trang cho em cần số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn. Nào có cái gì hay hay không? À có đi sữa rửa mặt sân. À đi thớt kìa. À, thớt kính đi, thớt cường lực đi. À sữa đây các chị ơi. Em thấy luôn ở trong tủ của em còn hai hộp liền, nhân viên nó ăn bánh mì buổi sáng ấy. Cứ lấy nó đục ra nó ăn. Các chị ơi sữa đặc cho em các chị nhìn này. Nó như kiểu cái dòng sữa bột ý. Cái nắp cũng như thế luôn nên chị em mình dùng rất là tiện. Các chị comment là sữa đặc nhé các chị nhá. Sữa đặc và kèm số điện thoại cho em. Cái hộp này nhé em là một cân nhé. Hộp một cân. Đấy mình để làm bánh này. Mình để pha cà phê này. Để cho pha sữa buổi sáng này. Ăn chấm bánh mì này. Nó rất là tiện luôn các chị nhá. Mà nó ngon thơm ngậy đó. Các chị comment là sữa đặc và kèm số điện thoại. Em tặng các chị cả một hộp. Một hộp này là một cân. Được chưa ạ? 49.000 đồng một hộp. Các chị ơi một hộp một cân liền cơ. Được chưa ạ? Mình dùng được rất là lâu các chị nhá. Ăn nó ngon lắm mà nó ngậy lắm. Các chị dùng thử cái loại này nhé em xem. Mã này lên đơn cho là sữa đặc và cộng theo số điện thoại trên là các chị chốt đơn hàng. 49.000 đồng một hộp một cân các chị yêu nhá. 49.000 cho em. Lên mã sản phẩm và kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn từ từ lên quần áo sau. Cái này là em sẽ lên cho các chị mình lấy kèm đơn một thể. Chị ơi lấy cho em một cái máy khác chị ơi. Máy lại ẩn comment rồi. Lại ẩn ra. Lấy lại ẩn comment thế mới điên. Thế mới điên nhỉ. Rồi các chị ơi thớt cho em thớt cường lực nhá. Chị lắp vào em cái. Nhanh lên. Đang kêu. Máy đơn lói ra thế này. Đây đâu. Đây cái này là thớt kính, thớt cường lực cho em. Đâu nhá. Thớt cường lực và kèm số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. Với lên xem những cái đồ linh tinh nhà mình còn những cái gì đâu. Mang đây chị cái. Được. Mạng kém đấy. Đang 3G. 3G á. Sao máy của chị mạng ấy thế? Mạng kém vậy? Mạng bắt nhà mình á? Ờ, bây giờ mới nhìn thấy. Đây, cái này là thớt cường lực cho em. Thớt kính á. Trông nó đẹp và nó sang hẳn cái bếp mình luôn ý. Đẹp và sang bếp luôn các chị yêu nhá. Thái đồ chín nó rất là sạch sẽ và rất là dễ vệ sinh luôn. Các chị comment là thớt cường lực ạ. Thớt cường lực kèm số điện thoại ạ. Giá ngoại trường người ta bán các chị 150, 160, 170 kệ người ta luôn. Em tặng các chị 69.000. Ok chưa? Cái thớt này 69.000 đồng cho em một cái. Các chị comment mã sản phẩm cho là thớt cường lực và kèm theo số điện thoại cho em. Được chưa? Còn chặt được cả gà luôn, chặt thịt gà luôn được. Đó, thái đồ ăn chín cho em rất là sạch sẽ, vệ sinh các chị yêu nhá. Comment mã sản phẩm cho là thớt cường lực kèm theo số điện thoại cho em và các chị lên đơn. 69.000 một chiếc. 69.000 đồng. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại. Nhiều khi là thái thớt gỗ ấy, thì chị em nhà mình cứ kiểu là hay có cái mùn thớt ấy. Được chưa? Trong là nó không được vệ sinh lắm đúng không ạ? Thì các chị lấy cái loại thớt kính như này. Đấy, nói chung là rửa này, vệ sinh nó cũng là dễ và tiện. Trong nó sạch sẽ các chị nhá. Các chị có phải là thớt cường lực cho em. Thớt cường lực và lên số điện thoại ạ. Áo mẫu có những màu nào chị ơi, có 3 màu. Áo ấy mặc có 3 màu. Bác nào lấy thớt kính các bác lên đơn hàng nhá. Thớt kính và cái số điện thoại cho em các chị lên đơn. Cái áo này còn bao nhiêu chiếc? Áo bờ ra này. Cái áo cổ
tròn đi, lấy áo cổ tròn đi. Em bảo rồi, bây giờ là em thanh lý hết cái đồ linh tinh, đồ gia dụng ấy để em bán nguyên quần áo thôi. Mệt lắm các chị ạ, nói chung là một mình em nó, em kiêm mình nhiều thứ quá nó mệt. Em là trước em còn bán cả đồ trẻ con với đồ nam ấy, xong em nghỉ em không bán nữa. Xong lại đồ nữ, xong bây giờ lại còn đồ gia dụng em kham mà nữa, mệt lắm các chị ơi. Nên bây giờ em thanh lý hết, em chỉ chuyên một thứ cho các chị gọi là cho chuyên tâm một về một mối thôi. Chị Hải Nguyễn ok, chị Thảo Nguyễn có, Phong Xuân Nam ok, chút đơn nào. Đây nhá. Thêm chiếc các bác một cái mã này nữa, nó là cái mã áo cổ tròn. Mã cổ tròn cho em là mã V6. Lấy chị cái áo không có cổ đi. Đấy chị ạ, mã này mã V6 cũng là dáng crop top cho em. Cũng là dáng ngắn nhá. Đây chị nào mà thích crop top ý tí thì em sẽ lên những cái dòng phông rộng và phông form to sau. Bây giờ em lên cái form crop top trước đã. Các chị lên đơn hàng như cái mã này các chị mặc quần short này hoặc là quần thể thao này, kiểu dáng ngắn nhá. Em nói luôn trên line là dáng này của nó sẽ là dáng ngắn đấy ạ. Em đang mặc là hồng đậm này. Tông màu thứ hai là tông màu hồng nhạt. Đó, tông màu thứ hai là tông màu hồng nhạt cho em. Các chị nhìn màu nhá. Em chốt đến tầm khoảng là 56-57 cân đổ về em chốt đơn. Đây là màu này là màu cam. Không phải màu cam đâu ý. Nhưng thôi em cứ gọi là màu này là màu màu nâu nhá. Em gọi là màu nâu đi. Không phải là màu nâu bò đâu ý. Này, màu đẹp chưa? Không hẳn là màu cam nhỉ. Màu đẹp chưa? Cổ tròn các chị ơi nhá. Cổ tròn cho em. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã V6 đúng không? V6 và kèm số điện thoại cho em là các chị lên đơn. Đấy chứ ạ, V6 á. Hết rồi, lực các chị cứ lấy lên đơn cho em. Màu gì, màu đen, màu trắng nữa. Chị ơi lấy thôi em thì móc đi. Treo mẫu ra, cái này còn hàng nó mười về sau. Mã sản phẩm là V6 và kèm theo số điện thoại ạ. Các chị chọn màu này. Ok, chị hàng đẹp các chị nhá. V6 cho em. Mã này là 139.000 đồng một áo. 139.000 đồng, các chị lên đơn hàng một cách số điện thoại cho em, các chị chỗ đơn mã V6. Rồi, thớt còn lực có, các chị cứ lên đơn đi, thoải mái luôn. Thoải mái luôn, tại vì nhà em phải lấy số lượng nhiều vừa bán cho các bác giá đấy được. Còn em thấy những cái trang chạy quảng cáo người ta toàn bán là 169.000 đồng một cái thớt kính. Dã man không? Đợt đầu tiên ấy, nó mới ra cái loại sản phẩm thớt kính ấy, thớt cường lực ấy. Người ta bán các chị toàn 169.000, về cả ship các chị thành 200.000 một cái thớt. Ok, chị Hà Lưu, chị Hòa Bùi, có chị Y Nguyệt, ok, chốt đơn hàng. Tiếp theo mã này cho em ạ. Là gì ạ? Mã này là mã V6 nhá. V6 cho em, các chị chọn cho em màu trắng này. Chọn cho em màu em mặc là hồng đậm nhá. Hồng đậm cho em. Màu này là màu hồng nhạt các chị này, hồng nhạt này. Tông màu màu này là màu nâu nhá, em gọi là màu nâu đi. Màu nâu với tông màu đen, mình chọn màu cho em ạ, màu trắng nữa. Chọn màu giúp em với, dáng crop top cho em, mã này là 139.000 một áo. 139.000 đồng cho em ạ, hàng easy các chị này. Để chị ạ, hàng easy cho em hàng đẹp, mã hàng sẽ là mã V6. Ba lỗ đợi em tí chị ơi. Đợi em một xíu nên ba lỗ. Mã này là mã V6 cho em, mình chọn màu giúp em luôn ạ. Chọn màu giúp em luôn V6, 139.000 đồng các chị lên đơn hàng. 139 và kèm theo số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn nhá. Đây là những cái gì đây? Ở đây. Các chị ơi, em còn một ít kính nữa. Kính này nó có cả hộp luôn. Được chưa ạ? Kính cả hộp luôn như thế này ạ. Còn là kính mắt mèo. Đấy, có thẻ này, có khăn lau này. Được chưa ạ? Có hộp hút lam châm cho em. Các chị lên mã sản phẩm cho em là kính kèm số điện thoại là các chị lên đơn hàng. Một cái kính mắt mèo siêu đẹp luôn. Các chị nhìn hàng này. Ok chưa ạ? Lên đơn hàng kèm theo số điện thoại cho em tặng các chị 59.000 đồng một chiếc. Ok chưa ạ? 59.000 đồng cho một chiếc, các chị lên mã lên đơn và cộng theo số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng nhé. 59.000 đồng một cái. Một cái kính kính đen có kèm hộp luôn. Nhưng em không miễn phí ship đâu chị ạ. Em không bị phí ship tại vì em không bán cho các chị cái gì đắt đâu. Đấy, người ta bán giá cao người ta mới bị ship được, chứ em bán rẻ thì em không bị ship đâu chị ơi. Chị Ngọc Nguyễn nhá, Huyền Phạm có, chị Hồng Yên Thu có, chị Kiều Anh ok, chốt đơn hàng. Cái hàng này em lấy các chị hàng đẹp mà em lại bán rẻ như này thì em sẽ không bị ship, trừ khi là em bán được lãi. Ít nhất một cái áo được lại các chị 40-50.000 một chiếc thì em mới miễn ship được, chứ còn áo em bán từng lại các chị từng 8.000-10.000 một cái làm sao miễn ship được hả chị? Đúng không ạ? Mã này các chị có phải là kính cho em, kính cách số điện thoại cho em ạ, cả hộp này, cả khăn này, được chưa? Được chưa? Bao nhiêu tiền ạ? 59.000. Bán như đùa đúng không? 59.000 đồng một cái kính. Các chị cứ ra hãng, cứ ra hiệu mà xem. Kính này không có tầm 250 một cái. Được chưa? Kính này không có tầm 250 một cái xem. Các chị nhìn hàng này. Lên mã lên đơn cho là kính và kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng nhá.
59.000 đồng cho một chiếc, có cả hộp cả khăn luôn, kèm hộp thẻ khăn luôn các chị yêu. Lên mã sản phẩm và kèm theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn. Còn không còn nhiều đâu. Ở cái mũ nhà mình còn không nhỉ? Ở ngoài kia còn một ít màu đen nữa kìa. Rồi đi chơi du lịch ạ, cứ có kính mũ để cho em. Có kính có mũ luôn, các chị lấy kèm đơn hàng ạ, 59.000 đồng một chiếc. Đây chống nắng đây. Để chạy chống nắng em có cả màu hồng nhé các chị nhé. Chống nắng aqua cho em màu hồng. Đó, cái mã này chị em đang săn lùng tại mùa hè không thể nào thiếu được các chị ơi. Các chị có mày là chống nắng mà kèm với số điện thoại cho em. Em bảo rồi, em nếu mà giá em gọi là em xả em nghỉ thì chắc chắn là giá nào em cũng bán. Để chạy giá nào em cũng bán. Các chị lên mã sản phẩm chứ là chống nắng và kèm số điện thoại cho em. 65.000 một tip. Để cho em tặng nước các chị mình 65.000 đồng một tip. Các chị lên mã sản phẩm chứ là chống nắng và kèm số điện thoại cho em, chống nắng aqua các chị nhá. Chống nắng skin aqua của Nhật cho em này. Các chị lên mã sản phẩm và kèm số điện thoại cho em. Em tặng các chị mình nốt ạ, 65.000 đồng một tip. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng. 65.000 đồng thôi. Em bán nốt cho nó gọi là cho nó hết cho sạch kho luôn ấy. Bán nốt dọn cho sạch kho luôn. Các chị có làn chống nắng mà kèm số điện thoại. Đấy mùa hè các chị ơi đi chơi đi biển đi du lịch này. Đấy, không thể nào mà thiếu chống nắng được đúng không ạ? Rồi là kính mũ các kiểu luôn. Tú du lịch để tí em còn mấy cái cũng tặng các bác luôn. Nốt luôn nhá. Đây là chống nắng cho em này, chống nắng mà kèm số điện thoại cho em. Bao nhiêu tiền nhỉ? 65.000 nhá. 65.000 đồng. 65.000 đồng một chống nắng á. Rồi sữa tắm cái gì dầu gội các kiểu bao đây chị nào? Còn cái gì bán nốt cái đấy. Sữa mặt sâm ạ, vẫn còn này. Sữa mặt sâm này, 49.000 đồng luôn. Các chị có phải là sữa rửa mặt cộng số điện thoại. Cái này là sữa rửa mặt sâm đỏ nhá. Trắng da, nâng cơ da mặt cho em. Được chưa ạ, dùng thích cực kỳ luôn. Nó chỉ là giảm cái mụn ẩn ấy. Được chưa ạ, giảm mụn ẩn này. Được chưa ạ, chăm sóc da cực tốt luôn các chị nhá. Tại vì đó liên quan đến sâm ấy. Để chưa? Liên quan đến sâm rất là tốt luôn, sâm Hàn Quốc. Các chị comment là giữ rửa mặt và kèm số điện thoại em tặng nốt các chị giá 49.000 đồng một tip. Ok chưa? Sữa rửa mặt sâm cho em 49.000 đồng, các chị lên đơn hàng mà kèm với số điện thoại cho em. Sữa rửa mặt sâm 49.000 đồng. Cái này là còn hình như là còn sót hình như là hơn chục tip. Em còn hơn chục tip sữa rửa mặt sâm đỏ đấy ạ. Cái này bị sót đấy. Mấy hôm nay khách hỏi cũng báo là hết hàng. Hôm nay dọn kho, bây giờ em bảo là dọn kho còn sót cái nào em tặng nốt các chị ở đấy mà. 49.000 đồng một tip sữa rửa mặt sâm. À, túi đâu, túi du lịch đâu ấy nhở? Túi này, mũ này. Đây mũ cho em. Mũ còn hai màu này à? Mũ em còn hai màu là be với lại là màu đen nhá các chị nhá. Mũ chữ M. Ok chưa? Mũ chữ M các chị lên đơn hàng cho em. Mũ cộng số điện thoại cho em các chị lên đơn. 49.000 đồng một cái mũ. 49.000 đồng cho em các chị lên đơn hàng. Em đang có cả gì ạ? Màu đen đến màu be nhá. Màu này màu be cho em. Còn đây là màu đen. 49.000 đồng. Lên mã lên đơn mà kèm ra số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn à. 49.000 đồng rồi cái này mặc với váy maxi này. Rồi thả tóc ra cho em, đeo kính đen. Đấy, đội cái mũ cho em mặc rửa điện sống ảo, cực đẹp luôn. Đấy, 49.000 đồng em tặng các chị cái mũ nhá. Mũ 49.000 đồng, cái này em chỉ còn có hai màu thôi. Màu đen với lại màu be. Màu đen màu be cho em 49.000 đồng một chiếc. Rồi đội sướng đời. Đó, các chị nhá. Cái này để trong gập vào để trong vali được thoải mái. Gặp và để trong vali đi chơi cho em được thoải mái các chị ơi. Comment cho em mũ còn hai màu là be với đen. Còn hai màu là màu be với màu đen. Đây túi du lịch đây, 99.000. Cái là túi du lịch cho em ạ. Túi du lịch và kèm theo số điện thoại cho em 99.000 đồng một chiếc. 99.000 đồng trên một túi du lịch các chị lên đơn. Cái này còn chục cái túi du lịch thôi. Đó, túi du lịch 49.000 nhá. Sữa mặt sâm là 49.000 đồng. À, cái gì nhờ? Túi du lịch cho em là các chị này. Ok chưa ạ? Bộ à 99.000 đồng một cái. 99.000 đồng cho một chiếc các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại trên là các chị chốt đơn nhé. Bên trong của nó có một cái dây nữa này. Bên trong một cái dây gọi là đấy là sách rồi nhá, sách đã đành rồi nhá. Nó có một cái dây treo, dây gọi là dây đeo như này nữa, dây đeo ngang nữa. 99.000 đồng một cái ba lô à một cái túi du lịch. Các chị lên mã sản phẩm là túi du lịch và kèm số điện thoại là các chị lên đơn hàng. Có phải là túi cũng được. Tại vì nhà em chỉ còn đúng mã này thôi. Nhà em chỉ còn đúng mã này thôi ạ. Áo em mặc là 139.000. Rồi sữa mặt cộng với thớt, ok chị Nguyễn Thi. À, đây, bàn chải đánh răng. Thì xem trong kho còn những cái gì thì mang đây cho em cái. Đây là bàn chải đánh răng ạ, à. Bàn chải này một hộp nha là 30 cái. Ấy ơi thế luôn các chị ạ. Không biết là ở đây có chị nào đang kinh doanh là khách sạn hay nhà nghỉ không? Được chưa? Nói chung là nhà em toàn có nghĩa là em đi chơi đi du lịch em cứ phải toàn mang theo bàn chải đi thôi. Chứ còn là
bàn chải, sữa rửa mặt này, hoặc là những cái đồ cá nhân của em toàn mang đi theo, trừ khi là mình bị nhỡ thôi. Mình nhỡ mình không mang đi thôi, chứ còn là đánh cái bàn chải đấy thực sự luôn là nó rất là khó chịu. Các chị cứ lấy cho em một cái bàn chải đấy đi này, mình mua về đi chơi du lịch mình mang theo. Em tặng các chị cả một hộp này ạ, 79 đồng 30 chiếc. Bàn chải tan tre, lông bàn chải nó rất là mềm luôn. Đó, nó rất là nhiều màu bên trong các chị nhá. Nhiều màu ở bên trong luôn, các chị lên đơn hàng. Mã sản phẩm cho em là bàn chải và kèm với số điện thoại cho em, các chị lên đơn hàng 79 đồng 30 cái. Nhà mình dùng cả năm luôn. Rồi ạ, ông đi chơi, đi du lịch rồi là đi làm các kiểu ấy, đi công tác thì mình cứ mang theo cái bàn chải đấy theo này. Thấy chưa? Đấy, tính ra còn chưa đến 30.000 một cái. Các chị có nhẹ nhàng đi ra quán, ra tiệm mua. Giá niêm yết của nó 32.000, các chị cũng phải mua trên 20.000 một chiếc. Lên mã sản phẩm cho em là bàn chải, chị ơi nhắc bàn chải 79.000 đồng 30 cái. 79.000 đồng 30 chiếc bàn chải than tre cho em. Các chị lên mã sản phẩm cho là bàn chải và kèm số điện thoại à. Kem bánh răng thì mình còn nhiều không? Còn đi. Kem bánh răng xe soda cho em. Đây kem bánh răng này. Ok chưa? Rồi, giờ cho các chị 100.000 5 tip luôn nhá. 50.000 2 tip được không? Ăn không? Thôi 60.000 3 tip đi. 60.000 đồng 3 tip nhá. Các chị mua nhiều quá là mình cũng dùng không hết. Thì các chị cứ lấy cho em ạ. 60.000 đồng 3 tip cho em nhé các chị yêu nhá. 60.000 3 tip kem bánh răng. Các chị lên đơn hàng cho là cái là kem bánh răng Sensodyne. Chị nào đang bị gọi là viêm lợi thấy chưa? À, hoặc là ông xã mình hút thuốc lào, thuốc lá lâu năm mà cái răng của ông cứ bị kiểu là xỉn ố vàng ấy, thì mình cứ dùng cái loại này cho em một thời gian nó cải thiện rất là rõ rệt luôn các chị yêu nhá. Comment giúp em là kem đánh răng mà kèm số điện thoại. Đấy chưa? 60.000 đồng 3 tip kem đánh răng Sensodyne. 60.000 đồng 3 tip. Các chị lên mã sản phẩm là kem đánh răng mà kèm theo số điện thoại ạ. À, chị Hương Phạm đặt lại chị ơi. Chưa thấy có nhân viên gọi điện chốt đơn à? Đặt lại giúp em với. Mã này các chị cũng mang là kem đánh răng cho em nhá. Kem đánh răng mà kèm số điện thoại cho em, các chị lên đâu nào. Bao nhiêu tiền nhỉ? À 60.000 ba. 60.000 đồng 3 tip, xem mình còn táo đỏ không chị ơi? Táo đỏ còn ít tiền không? Táo đỏ. Đây. Lấy cho em cái hộp em đang ăn đó. Rồi, kem đánh răng bao nhiêu tiền đấy? 60.000 đồng 3 tip nhé các chị nhé. 60.000 3 tip cho em, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Kem đánh răng các chị lên đơn, những cái mã này em sẽ còn ít, em sẽ gọi là lướt nhanh thôi. Lướt nhanh cho em. À đây là cái hộp em đang ăn rồi. Đây là hộp đang ăn dở rồi. Đây, lấy hộp mới đi. Các chị ơi, táo đỏ nha em đây. Các chị nhá, táo đỏ. Mày lại dình mới ăn mất của táo. Táo đỏ ạ, 79.000 một cân. Loại ngon quả to nhá các chị nhá. Loại mới. Có nghĩa là cái hạn nhà em ạ, cứ nhà em lấy ít một thôi, những cái mã này ạ, kiểu nó có hạn sử dụng nên em sẽ không lấy nhiều. Để chợ hết lại lấy tiếp, hết lại lấy tiếp, chứ là nhà hạn nhà em toàn hạn mới thôi. Chứ không ôm nhiều về xong để xong là tồn kho đâu các chị ơi. Cho nên là toàn bộ là loại mới và cái quả của nó không bị khô các chị nhá, quả to không bị khô. Các chị lên mã sản phẩm là táo đỏ và kèm số điện thoại cho em ạ, rất là ngon luôn các chị ơi. Ngâm rượu rồi là để trưng tần hấp này, bồi bổ sức khỏe các chị nhá. Lên mã lên đơn cho là táo đỏ và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn cái quả nó to như này mà các chị ơi. Được chưa? Bao tiền ạ? 79.000 một cân. 79 đồng cho em một quả một cân các chị nhá. Lên mã lên đơn cho là táo đỏ và kèm số điện thoại cho em. Rồi chuyển nhanh những cái mã này ạ. Bếp nướng em hết rồi, em có buôn ở đâu? Em có nhập hàng ở đâu chị? Còn mỗi một cái em để lại nhà em dùng. Quả này không bị khô. Được chưa? Ăn nó ngọt ngọt thanh mát cho em. Ngọt ngọt thanh mát cho em ạ. Comment giúp em là táo đỏ và lên số điện thoại cho em ạ. Quần em mà có màu đen. Được, đéo em cái quần đen đi. Mỗi lần bỏ cái táo ra lại phải ăn. Tưởng nó ngon. Ăn nó bị nghiện đấy các chị ạ. Sợ béo à? Thảo Bích cái con đấy chị ơi. Đây béo đây quá. Mới nói cỏ xong mới nhìn thấy. Đây bỏ cái này cho em. Máy xay thịt này. Chổi phun xương thì mình cần. Đấy chị, máy xay cái chổi đây. Chị ơi, sữa bé em cho các chị 139.000 2 cân nhá. Đấy ạ, sửa giá đi. 139 đồng 2 cân. Các chị comment là sữa béo cộng theo số điện thoại cho em. Mỗi gói là 1 cân. 139 đồng 2 cân liền. Đấy chứ ạ, em cho được cái gì cho em biếu các chị được cái gì bán rẻ nữa các chị được thì em bán. Đó, các chị comment là sữa béo và cách số điện thoại trên là các chị mình lên đơn ạ. 139 đồng cho em 2 cân sữa béo nhá các chị yêu. 2 cân sữa béo, được chưa? Được không ạ? 2 cân liền đấy ạ.
Nói chung là trẻ con dùng được, người già dùng được, được chưa? Nói chung là rất là tốt cho sức khỏe luôn ạ, nhất là cho các bé nhà mình bị còi xương ấy, được chưa? Được chưa? Khó tăng cân hoặc là các bé nhà mình ăn kém ấy, được chưa? Ăn cái loại này cho em cũng được này. Comment cho em là gì ạ? Ở sữa béo nhá, chị nhắc sữa béo. Quần em mặc bán rồi 245.000. Lấy cho em xin cái giấy ướt em lau cái tay cái. Sữa béo là 139.000 đồng 2 cân. Ok chưa ạ? 139.000 đồng 2 cân. Các chị comment là sữa béo và kèm số điện thoại. Các chị khách nhà em cứ toàn lấy 2 cân 1 thôi, đều phê đồng. Kiểu là cứ tiện ship ấy, mua về xong là dùng dần. Đấy, khách toàn mua 2 cân 1, 2 cân 1 thôi. Các chị lên mã sản phẩm kèm số điện thoại. Đâu còn máy xay thịt đâu chị ơi. Lại để ở kho rồi, không mang đây rồi. Máy xay thịt em còn mấy cái rồi nhá. Đâu để đâu chị ơi. Máy xay thịt đâu? Chị Hiền Trương ok, chị Ngọc Quách này, Hiền Trần ok, em chúc đơn. Đâu? Chẳng lẽ em mang cái miếng thịt em xay đúng không? Dùng nó thích lắm luôn ấy, tại vì là nó không có nhiều cái cối nọ, cối kia rồi là dao nọ, dao kia. Các chị em mình chỉ việc cho vào xay xong là đi, rửa đi rất là nhanh. Đấy, nhà em đang dùng loại này, em thề luôn nhá, nhà em đang dùng loại này này. Còn cái loại mà em mua hơn 1 triệu ấy, em không dùng đến. Em không dùng đến tại vì nó quá nhiều chức năng. Được chưa? Mẹ chồng em thì không lắp được, tại vì bà già rồi không lắp được, tại vì cái đấy nó quá nhiều cái công dụng luôn, có nghĩa là nó có cối bé, cối to này, xong là lưỡi dao nọ, lưỡi dao kia. Nên lúc mà xay được một tí thịt thì nguyên cái công mà đi rửa giấy cái cối này đã mất bao thời gian rồi, thì các chị mình cứ lấy cái loại này cho em, nó đơn giản, nó tiện. Được chưa? Mà nó rẻ thì không đắt. Mà nó rẻ thì không đắt nhá các chị nhá. Đây là cối này của em, là cối inox. Các chị lên mã sản phẩm là cối xay à, máy xay thịt nhá. Máy xay và kèm vào số điện thoại cho em, lắp nó cũng dễ. Được chưa? Lắp nó cũng dễ. Về các chị tháo cho em cái này ra nhá. Tháo cái này ra cho em mới xay được. Đấy, nhiều chị là không biết lại cứ để nguyên cái nhựa này này là không xay được đâu, về phải tháo ra cho em. Có nhiều chị không biết thì cứ để nguyên này các chị mình xay. Đấy, máy xay thịt cho em ạ. Em tặng các chị luôn 149.000 đồng sửa giá luôn cho em chị ơi. 149.000 đồng một cái. Em bán tặng nốt bây giờ có bao nhiêu cái, tặng nốt các chị giá 149.000 đồng. Máy xay thịt các chị lên đơn nhá. Ok chưa? 149.000. Đấy, dùng cái loại này kể cả các mẹ già cũng dùng được. Đấy, mẹ em cũng kiểu nhiều tuổi rồi, mẹ em chỉ dùng cái này thôi. Mua cái loại đắt đắt mà hiện đại là mẹ em không dùng được. Đấy, mẹ em bảo ôi cứ dùng cái này cho nó thích. Rửa cũng phải tháo phát cái dao ra. Được chưa? Rửa cái cối này với lưỡi dao là xong. Không cần gì phải tháo lắp nhiều các chị ơi. Đấy chưa? 149.000 đồng ạ. Mà xay nó nhanh nhá, cái lưỡi dao 4 lưỡi em dây rất là sắc luôn. Xay nó sắc. Các chị lên đơn hàng, nói chung là dùng cái gì thiết thực đúng không? Nhiều khi ạ, chưa chắc cái loại đắt dùng đã xuống. Tại vì nó quá quá nhiều công dụng nên mình có dùng được hết đâu. Không dùng được hết. Đấy, bang nào đang nhắn tin ở trong nhóm kia. Là 149.000 đồng nhá, sửa giá hộ chị đi, không ngày mai nhân viên lại chốt nhầm giá cho khách. 149.000 đồng, áo chị mặc có màu đen em ơi. Máy xay thịt 149.000. Đâu, cái chổi phun xương đâu? Đây ạ. Chổi phun xương hôm nay em cho các chị nốt 99.000, sửa giá luôn. Em bảo rồi, giá nếu mà em đã bán thanh lý thì à, em xả được giá nào thì em chốt cho các bác giá đấy luôn, 99.000 một chổi. Một cái chổi phun xương. Đâu nhỉ? Đấy, bọn nó lau nhào nó lại để đâu rồi? Em chán thật sự luôn ấy. Mỗi chỗ mỗi đứa nó để một chỗ nên mất công đi tìm. Thôi nhá, cái chổi phun xương các bác chắc các bác cũng biết rồi đúng không? Áo em mà có màu đen nữa. Có cả màu đen đấy các chị này. Nói chung là dùng nó thích. Thế là dùng thích. Thấy chưa? Đây. Mỗi cái là hơi bẩn, bọn này lau xong nó không giặt rũ gì đi. Đây các chị ơi, đây là một cái chổi phun xương em tặng các chị nốt, nó còn có mấy cái thôi. Cho các chị nốt là giá 99.000 đồng. Mình tháo cái này ra cho em nhá. Tháo cái này ra cho các chị cho nước vào này, xong rồi các chị cho cái nước giặt hoặc nước tẩy ấy. Đấy, nước tẩy rửa cái nhà mình ấy. Mình cho vào đây cho một tí thôi. Đấy, trong mình mỗi lần mình lau là mình bấm cái này này. Đấy chưa? Phun nước cho em nó rất là tiện. Đấy chưa? Lau đến đâu mình phun nước đến đấy. Các chị comment là máy phun à quên. Máy gì nhỉ? Máy phun xương nhá. Đấy chưa? Máy lau nhà cũng được. Hay máy phun xương. À chổi phun xương, chổi phun xương cho em 99.000. Đấy em nhịu rồi, nói nhiều quá nhịu rồi các bác ạ. Chổi phun xương hôm nay em tặng các chị 99.000 đồng một chiếc. Chị Hoa lau nhà chị Hoa. Đây lau nhà cho em gái.
đấy cho bống lên lau nhà. Trời, cái này bống nhà em nó cũng lau được, trẻ con lau được. 99.000 một cái. Các chị lên đơn hàng cho em một cành số điện thoại về mình tự lắp, nói chung là lắp đơn giản lắm các chị ạ. Lắp đơn giản lắm. Lên mã lên đơn một kèm số điện thoại thôi chị ơi, không ướt hết nhà của em bây giờ. Lúc bảo lau thì chả lau đâu. Đấy, lúc bảo lau thì chả đứa nào lau. Rồi. À, 99.000 nhốt cho các băng nha. Còn bao nhiêu cái tặng nốt, chắc là còn chắc là đến tầm chục cái thôi. Tầm chục cái thôi các chị ơi. Rồi, cái này là cái gì đây? À, tẩy da chết. Tẩy da chết táo. Các chị lên là tẩy da chết và kèm số điện thoại cho em. Em tặng nốt các chị 49.000 đồng. Ok chưa? 49k. À, cái thảm đâu? Cái thảm bếp đâu rồi? Đưa đây. Bây giờ mới nhớ ra đấy. Đấy, nó vừa nói là cái chổi lau, bây giờ mới nhớ ra cái thảm bếp. Chị Thâm em không có chị ơi, hết rồi. Đây không về được chị Thâm, em có nhập hàng đâu. Bây giờ còn cái gì em bán cái đấy thôi. Nha các chị nhá, cái này tẩy da chết táo. Cái này tẩy da chết toàn thân, tẩy da chết body cho em ấy. Đấy, những cái da của mình ấy, những cái da của cái vảy vảy là những cái da chết ấy. Chị em mình cố gắng ạ, một tuần tẩy cho em 1-2 lần nhá. Lúc mà mình tẩy xong sờ cái da của mình nó mịn mịn ý, sờ sướng cái da trẻ con luôn. Các chị lên mã này cho em là tẩy da chết ạ, kèm với số điện thoại nó thơm thơm mùi táo luôn ấy các chị ơi. Dùng sướng. 49.000 đồng cho em một tip nhé các chị yêu nhá. Lên mã lên đơn và kèm với số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn. Cái này không phải tẩy da chết mặt đâu nhá, tẩy da chết mặt mình dùng loại riêng cho em. Còn đây là tẩy da chết toàn thân. Tẩy da chết body ấy, dùng cho kiểu là chân tay này, cho người ấy. Các chị lên đơn hàng cho em. Tẩy da chết và kèm số điện thoại cho em và các chị lên là 49.000. Áo chị mặc là 139 em ơi. Áo chị mặc là 139, có lẽ cái tẩy lông cho em. Trời ơi đi biển mà ở chân tay lông lá các kiểu luôn không được đúng không? Nên tẩy lông cho em. Mùa đông thì có thể là mình mặc quần dài thì không nhìn thấy lông chân đúng không ạ? Hoặc là mùa hè mình mặc áo ba lỗ này, nhưng mặc quần sóc. Trời ơi tẩy lông đi cho em các chị nhá. 49.000 đồng cho các chị luôn. Tẩy lông và cộng số điện thoại ạ. À, cái này là có một cái kiểu cái như này các chị nhá. Bôi tầm khoảng để tầm khoảng là em hay để tầm khoảng 5 phút à đâu 10 phút nhá, để 10 phút cho em. Đấy chị ạ, mình thoa một chút kem ạ lên cái chỗ mình cần tẩy nhá. Đấy mình để tầm 10 phút xong là mình lau. Đấy chị ạ, mình rửa nước sạch, còn mình lấy cái này mình cạo đây này. Đấy chị ạ, cạo đi cho em. Đó, bên trong mình rửa lại nước sạch. Các chị coi mình là tẩy lông cho em ạ. Em tặng các chị 49.000 đồng cho em một tip nhá. 49.000 đồng cho em một tip tẩy lông vết. Các chị lên đơn hàng cho em mà kèm với số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. 49.000 đồng cho em một tẩy lông. Ok chưa ạ? 49.000 đồng cho một tẩy lông. Các chị comment mã hàng và kèm theo số điện thoại ạ. Chụp video ok cậu ánh lên điện thoại. Đợi em chút, em lên quần legging sau nhá. Em lên những cái mã này cho nó gọn gọn hết đi đã. Phích nhiệt đúng không? Phích nhiệt thì mình còn này. Phích nhiệt còn. Nói chung là mỗi thứ còn một tí. Thảm bếp này. Đâu thảm bếp đâu. Nào dỗ thảm bếp cho em. Thảm bếp nói chung là thảm bếp thương hiệu rất là nhiều màu luôn. Bác nào lấy tẩy lông các bác lên đơn nhá. Tẩy lông mà kẹp số điện thoại ạ. Quần em mặc nó là quần đũi chị ơi, quần đũi. Đây các chị này, những cái thảm bếp thương hiệu này nó sẽ có là một bộ. Một bộ nó sẽ có hai chiếc, một cái chiếc dài một chiếc ngắn cho em. Một chiếc dài một chiếc ngắn, những cái này nó sẽ đi theo bộ nhá. Em tặng các chị luôn đợt này về, cái hàng của nó dày lắm. Đấy chưa? Còn nó bên dưới của nó bằng nó sẽ có ma sát lại chống trơn trượt. Chị em mình để ở dưới bếp này. Đấy chưa? Trước cửa nhà tắm, trước cửa nhà vệ sinh cho em thì nó sẽ đỡ trơn, đỡ trượt. Bàn rất là sạch sẽ mà trông nó sang các chị ơi. Comment giúp em là thảm bếp và kèm số điện thoại. Em tặng các chị 95.000 đồng 2 bộ nhá. 95.000 đồng 2 bộ cho em, chị nào mua 1 bộ là 49.000. Chị nào mua 2 bộ sẽ là giá 95.000 đồng. Các chị nhìn xem những cái hình nó rất là đẹp luôn. Đấy chị ạ, sạch sẽ, đẹp và sang. Nào rồi chị nhìn cái màu đi. Giờ qua qua rồi, nói chung là em sẽ giao hình ngẫu nhiên nhá. Nó có nhiều màu lắm. Đấy chị ạ, nó có để khoảng là 100 hình khác nhau cơ. Khoảng là 100 hình khác nhau. Các chị comment là thảm bếp và cách số điện thoại cho em. Thảm bếp này về hàng nó dày lắm các chị này. Nó dày hơn, đẹp hơn lần trước nhiều. Comment hộ em là thảm bếp và lên số điện thoại cho em nhé. 49.000 đồng một bộ. Chị nào lấy 2 bộ sẽ là 95.000. Đó, lấy 2 bộ sẽ là 95.000. Các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em mã thảm bếp các chị này. 95.000 đồng 2 bộ nhá. Mình cứ mua 2 bộ đi. Đấy, để ở trước cửa nhà tắm, trước cửa nhà vệ sinh, rồi trước bậc cửa lên xuống ấy, cầu thang. Đó, chống trơn, chống trượt cho em. Chị Sinh Phúc rồi, Nguyễn Bắc có này, Quý Đinh có, Ngọc Quách ok. Các chị có lên mã cho em nhá, tại vì là em sẽ không, nhiều comment em không nhìn thấy đâu. Bác nào lấy comment cho em máy thì em phát lên đơn, máy phát nhận đơn à. Comment đúng mua phát cho em là được.
thích cho mình còn không? Mình nói tìm xem là còn những cái mã nào, còn những cái mã gì. Chị ở đây chị không nhìn, không để ý được hết sao, còn gì còn hết cái gì đâu. Bây giờ cô phải đi xem nhau. À, Lan Nách nha. Lan Nách nhà mình còn không? Lan Nách nhà chị này. Đấy là đặt chị ôi nách cho em. Được chưa? Nhỏ nhưng có võ thực sự luôn. Không cần gọi là. Các chị ơi ạ, chị nào đang bị gọi là hôi nách này, thứ nhất là hôi nách này, mồ hôi này, mồ hôi này, dưới cánh tay mà hay các chị mặc cái áo trắng nó cứ bị kiểu vàng vàng ở dưới cánh tay ấy. Đấy, các chị dùng cái loại này cho em. Các chị lên mã sản phẩm cho là Lan Nách và kèm theo số điện thoại nhá. Ok, chị Lan Nách và kèm theo số điện thoại cho em, các chị mình lên đâu nào. Đó, mã này em tặng các chị 45.000 đồng một lọ. 45.000 đồng cho một lọ Lan Nách, nhất là mùa hè chị em mình cửa vận động nhiều ra mồ hôi ấy. Ba lô hết hàng rồi chị ơi, ba lô hết không có về hàng. Mã này các chị comment là Lan Nách và kèm số điện thoại cho em. Em tặng các chị mức giá là 45.000 đồng một lọ các chị nhá, 45.000 còn ít thôi các chị ơi. 45.000 từ mùa hè bán được rất là nhiều cái mã này. Đấy, dùng cái này sướng. Dùng cái này thích. Áo em mặc là mã bao nhiêu? V mấy? V6. V6, áo em mặc là mã V6 chị yêu ơi. Áo mặc là V6. Đây cái bình nước này. Còn loại này thôi à? Đây này. Ở trên này nó có thôi, nhà mình có mấy cái bỏ ra ngoài thôi. Đây là bình nước cho em nhá. Các chị lên mã sản phẩm là bình nước, không ấy hình đúng không? Hết mã đấy rồi. Thế lên bình nước cho em, bình nước 1 lít 8 hay 2 lít đây nhỉ? À, bình nước này 1 lít 8. Bình nước là 1 lít 8 à? Hay 2 lít? Lít 8 chứ nhỉ? Bình này bình lít 8. Các chị comment giúp em là bình nước và kèm theo số điện thoại cho em nhé. Cái bình này thì nó đựng được khoảng 2 lít nước và có chia vạch cho em. Ok chị ạ, có chia vạch. Em tặng các chị nốt là 55 nghìn. À đâu? 55 nghìn à? Lỗ à? Hôm trước là 6 mấy nghìn đúng không? 60 nghìn đi. Em 55 nghìn em lỗ quá. 60 nghìn một bình các chị nhá. Được chưa? Các chị lên đơn hàng cho là bình nước và kèm số điện thoại. Nó sẽ có mấy màu nhá, 4 hoặc 5 màu đấy ạ. 4 hoặc 5 màu thôi. Các chị lên đơn hàng xem là bình nước có kèm số điện thoại cho em. Nói chung là những cái bình này mình mang đi làm rất là tiện luôn. Cái vặn nắp vào cho em này, cái này chưa vặn nắp nhá các chị nhá. Đây ạ, rất tiện luôn, các chị lên cho em mã sản phẩm là bình nước có kèm theo số điện thoại cho em, các chị lên đơn. Rất là nhiều màu luôn, 60.000 một lọ. 60.000 một bình cho em, bình 2, bình 1 lít 8 các chị nhá. Về nó có những cái hình này, nếu mà mình mua về cho con mình dán cho em những cái hình ở bên ngoài cái bình ấy. Đấy, những cái hình ngộ nghĩnh nha các chị này. Những cái hình ngộ nghĩnh cho mình về mình dán bên ngoài cho em. Các chị lên đơn hàng ạ, cái này sẽ có ống hút nhá. Ống hút như này luôn. Comment giúp em là bình nước có kèm số điện thoại, bình lít 8, giá các chị là 60.000. Cái này là nhựa của nó là nhựa xịn ấy, nên là nó không độc hại. Nó không độc hại, các chị lên đơn hàng cho là bình nước có kèm theo số điện thoại cho là mình lên đơn. Ba lô hết xong không còn cái nào luôn chị ơi, chỉ còn túi túi gì nhỉ? Lên áo đá đi à. Rồi ok chị ạ. Bình nước cho em, bình nước của em là 1 lít 8. Loại này là các chị mình được đi làm nó tiện lắm luôn ấy. Một ngày mình cứ mang cho em có 2 lít nước, uống của 1 lít 8, 1 lít 8 2 lít. Đấy, cái là cái lượng nước trung bình một ngày mình phải uống ấy. Đấy, để bổ sung cái lượng nước đầy đủ cho cơ thể ấy. Đấy, bình nước cho em ạ, 60.000 nhá, 60.000 đồng một bình. Bác nào hết dầu gội chưa? Đây dầu gội bưởi này. Comment là dầu gội bưởi và kèm cho số điện thoại là các chị lên đơn. Dầu gội bưởi là 125.000 nốt các bác nhá. 125.000 đồng trên một cặp. Dầu gội kích thích mọc tóc, được chưa ạ? Bác nào đang dụng tóc nhiều ấy, các chị dùng loại này cho em. Em bán gọi là khách hàng dùng rất là thích, còn giới thiệu cho nhau cơ. Ok chưa ạ? Nhiều khi là hết cái mã này ấy, còn cháy hàng ấy, phải đặt đấy các chị ơi. Comment giúp em là gì ạ? Dầu gội bưởi nhá các chị nhá. Một gội một xả, kích thích mọc tóc cho em. Đó, cái khi mà mình gội cái này một thời gian, cái chân tóc của mình nó chắc là sẽ giảm gãy rụng. Và chị nào dụng tóc nhiều là kích thích mọc tóc, tóc còn nó mọc ra rất là nhiều luôn. Đấy, mà nó dày hơn các chị nhá. Comment cho em là gì ạ? Dầu gội bưởi ạ. Dầu gội bưởi và kèm theo số điện thoại cho em. 125.000, những cái mã này em sẽ tui nhanh để em lên quần áo nhá. Bác nào lấy thì comment luôn cho em, để các bác mình lấy dồn đơn. Các bác nhà mình lấy dồn đơn ạ, lên mã lên đơn và cộng theo số điện thoại, cho là các chị mình chốt đơn hàng. 125.000 luôn các chị ngày hôm nay, 125.000 một cặp. Dầu gội đèn loại xịn nhá. Được chưa ạ? Đấy là em giảm nốt, em nghỉ bán luôn các chị ơi. Không bán nữa, không về hàng nữa. Còn bao nhiêu em tặng nốt. Đây cái áo này cũng không có nhập được hàng này. Cái áo cung ngực ấy. Cái màu be đó chỉ có size 4 đúng không? Vâng, màu
màu B size 34 này, màu đen của size 34 36 đúng không? Áo cúc ngực, bác nào đã mua áo này thì em chưa? Bây giờ em không nhập được hàng này luôn ấy, không có hàng. Đấy chứ, đợt sau về thì có thể nếu mà có về được hàng thì giá của nó sẽ trở về giá cũ khi mà nó sẽ đủ size. Còn bây giờ em để size, đa số là còn size 34 nhá các chị nhá. Bác nào mà vừa size 34 các chị lên đơn. Có dây chống tụt này, được chưa? Và có hai dây quai. Các chị comment là áo cúc ngực và kèm số điện thoại cho em, các chị lên đơn ạ. Cái màu be chỉ còn size 34 này. Màu đen là còn size 34 36. Bác nào mặc size nào các bác lấy luôn cho em. Rồi, ngày hôm nay em tặng nốt các chị nhá, 110 nghìn một cái. Em thanh lý nốt các chị là 110 nghìn, hôm trước em đang bán là 160 đúng không? 160 còn ngoại trường trên 300. Em tặng các chị nốt là 110 nghìn đồng một chiếc. Các chị lên mã sản phẩm chứ là áo cúc ngực và kèm theo số điện thoại cho em. Nốt nhá các chị nhá. Ok chị ạ, nốt 110 nghìn đồng. Áo đang mặc có màu đen gái ơi, có màu đen mà lúc nãy chị báo với em. Ê, có dây này, với các chị lắp dây cho em. Có cả dây chống tự, nếu các chị mặc với lại áo hay dây này. Hoặc là áo áo gì, áo quây ấy, gọi là váy ấy. Mình mặc cho em những cái áo này này. Dùng thích, để chị ạ, mặc sướng, không bị bừa quá. Có dây chống tụt cho em, để chị ạ, có đúc bàn tay. Các chị lên đơn hàng cho em là áo cúc ngực cho em, hai màu đen với màu da nhá. Kèm ra số điện thoại, còn size nhỏ, bác nào mà vừa size nhỏ chốt luôn, giá nốt 110 nghìn, hàng xịn cho các chị luôn. Size 34, 36 đúng không? Rồi áo cúc ngực cho em. À em mới vào à? Rồi ok em nhá, nó có 4-5 màu ấy, có 4-5 màu ấy. 4 hoặc là 5 màu gì đấy. Để ra tí chị xem lại nhá. Đây áo cúc ngực cho em. Mã này thì bác, nhiều bác đã nhận được hàng em rồi. Nhiều bác nhận được hàng em rồi, gọi là fan đập mặt đã đời. Nhìn như nhà mình còn sót một ít cái đèn sông tinh dầu ấy đúng không? Đèn sông tinh dầu ấy. Còn có mấy cái đúng không? À đây. Cái này em ưu tiên nhá, cho bác nào mà gia đình mà có người già ấy, em còn sót hai hộp. Áo ngực em nào, có em nào đệm nhiều không? Không. Cái này đệm vừa thôi, chắc là đệm tầm khoảng 2 phân rưỡi thôi chị Huyền Bình ơi. Cái này đệm khoảng 2 phân rưỡi thôi. Đây nhá, cái này em còn sót hai hộp. Hai hộp, à ba hộp. Ba hộp cái này là sụn cá mập nhá các chị yêu. Sụn cá mập kèm số điện thoại. Em tặng các chị nốt. Được không ạ? Ưu tiên nhá. Là bác nào có người già ấy là hay kiểu bị thoái hóa ấy, thoái hóa đốt sống này, để chạm thoát vị ý, thì các chị mình nên dùng cái loại này cho em, để chạm bổ sung canxi, nó sụn vi cá mập. Em điều nốt này. Tại vì không còn nữa, còn có hai sót, hai ba hộp sót kho thôi. Hai ba hộp sót kho. Bên trong cái hộp này sẽ có hai lọ nhá, hai lọ, mỗi lọ là 30 viên. Đó, một ngày uống hai lần, để chạm mỗi lần hai viên trước và sau ăn. Các chị lên đơn hàng cho em là sụn cá mập kèm số điện thoại, em tặng nốt 100.000 hộp. Ok chưa? Em biếu nốt, các chị luôn. 100.000 đồng một hộp để luôn các chị yêu nhá. Em còn tổng cộng là 3 hộp ạ. Còn độ 3 hộp. Chốt nốt các chị là giá 100.000 một hộp. Ok chưa? 100.000 một hộp này các chị coi là cái gì nhỉ? Sụn cá mập nhá các chị nhá. Sụn cá mập và cộng theo số điện thoại cho em, các chị lên đơn à. Đó. Còn có 3 hộp thôi, bác nào lấy thì lấy luôn một thể nhá. Lấy luôn cả 3 hộp mà dùng. Nào bây giờ lên các chị thì thấy cái này đi. Cái áo kẻ này, cái áo kẻ với lại là quần đế bộ của em quần này. Cái quần này là cái mã bao nhiêu đây? Cái cọc cao cao. Chân váy này. Chân váy cái mã này là mã bao nhiêu đây? 52. CV52 đây. CV52 còn hàng không? Bằng đấy là bằng nào? Ê, chị cái CV30 đi. Rồi em lên CV30 đâu? Vừa lấy bỏ chỗ nào nhỉ? Rồi. Em lên cái mã chân váy C ở đâu, không phải cái này. CV30 à? Ừ. Đúng sai đúng không? Em lên chân váy đi chị nhá. Các chị ơi em báo luôn là chỉ còn 3 hộp sụn cá mập thôi nhá. Không, em không còn hàng đâu, tại vì đợt này em không nhập nữa. Em có em bài thanh lý nốt thì em nghỉ, bây giờ em không nhập hàng nữa. Đây đang nào chốt comment cho em là chân váy CV30, CV30 và kèm cho số điện thoại cho em mã này ạ. À, có là size 27, size 27, 28, 29 đúng không? Hay là 26, 27, 28? 26, 27, 28 chị ơi. Thế sao đôi chị size 27? Hôm qua chị mặc cái đấy tích 26. Đây ạ, à, em sẽ mặc các chị xem chân váy bò luôn nhá. Chân váy bò.
đấy chị size 6 đi, chị mặc 26 được mà. Váy là mã CV30 đúng không? Đi chưa? Chị đặt vừa in xanh. Đây các chị ơi, chân váy là CV30 cho em. CV30 cái này em có cả. Ủa, cái áo này thế luôn, các bác mặc cái chân váy không cần phải sơ vin thì luôn. Cứ thế này mà mặc. Ok chị, cứ thế này mà diễn này các chị này. Chân váy là CV30 nhá. Em có là size 26, 27, 28. Là chốt đơn các chị đến tầm khoảng là 62 cân đổ về. Ok, chân 45 đến 62 cân đổ về em chốt đơn. Chân váy là mã CV30. Em đã có cả màu khói, được chưa? Màu đen khói với tông màu xanh. Là có đủ size luôn các chị nhá. Đủ size số luôn ạ. CV30 và kèm cho số điện thoại trên là các chị lên đơn. Đây các chị này. Chân váy bò Hà Quảng Châu nhá các chị yêu nhá. Em chốt các chị là giá 299.000 đồng một chân váy. 299.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em. Lên mã lên đơn cho là CV30, chiếc váy CV50 em hết hàng chị ơi. Lấy mã này là mã mới về đấy chị này. Em về bù cái hàng này, hàng về đợt đầu tiên ấy là em bị hết hàng và em về bù bổ sung đấy ạ. Lấy chị cái sạc đi em ơi. À, máy sắp hết pin rồi. Áo là mã V6. Áo là mã V6, còn chân váy là CV30. Có cổ hồng đất con, chị Hoàng Hương đợi em tí nhá. Các chị ơi, chân váy này có hai màu là màu khói này các chị này, được chưa? Màu khói và tông màu xanh, màu khói với tông màu xanh. Các chị lên đơn hàng cho em CV30 kèm vào số điện thoại cho em 299.000 đồng một chân váy. 299 rồi tí em lên các chị cái áo không có cổ, có cả màu hồng đất sau nhá. Áo mặc là mã V6, chiếu điều hòa có. Chị Sâm Linh cho em xin lại số điện thoại của chị với. Mọi người chuẩn bị rơi chiếu điều hòa nhá. Chị Hòa em chỉ đăng hài trong bài lên mà bán nhiều lắm, em cũng không cần phải like ấy. Đấy, chiếu điều hòa ấy ạ. Ở kia kìa. Kho đâu mà kho, kia đây. Rồi, sao từ trưa không gọi chốt cho em để em nhận được em đi chơi. Chị Tu Huyền cho em xin lại số đi. Áo là mã V6. Chị Trần Minh Linh rồi, ok chốt đơn hàng ạ. Chân váy là CV30. Đây các chị này, lên cả set này thì quá đẹp luôn. Và các chị mặc với lại là vi dây thể thao ấy, rất là xinh luôn. Cạp này các chị này, cạp này cặp to cho các chị mặc có ghen bụng tốt luôn. Chân váy co giãn cho em, hàng xịn như các chị ơi nhá. 300.000 một chân váy. Mã chân váy là CV30, còn áo là mã V6. Áo V6 như em có nhiều màu các chị nhá. Áo là em có nhiều màu đấy, không phải một màu đâu. Chân váy là 300. Chị Nam Hà rồi, ok chị luôn. Chị Thu Huyền nhá, ok. Mai gọi em sớm nhỉ. Rồi, chân váy là CV30. Còn áo là mã V6 chị ơi. Áo là mã V6. Rồi, lên tiếp mã đi. Rồi, cho em xin mã áo phông đi. Em lên tiếp mã áo phông nhá. Rồi, chân váy là mã CV, đó là đánh tắt của mã chân váy đi chị ơi. CV30 là cái mã của chân váy. Đấy, bác nào lấy lên đơn cho em nhé, có hai màu đấy ạ. Chân váy là CV30. Chị Minh Nhân có này, chị Phạm Bình, ok. Chân váy CV30 không có hàng nữa chị ơi. Lấy mã này này, mã này cũng gần giống như thế mà chị. Được chưa? Mã này là đẹp hơn đợt trước, nhà em còn về không hết hàng. Đợt này là về bù của cái mã chuyến trước em bị thiếu hàng của khách ý. Đấy, mã này chân váy là CV30, các chị lên đơn hàng nhé, kèm ra số điện thoại cho em. Nào, chị ơi giơ lại của em cái mã V6 với. Em mặc lại cái mã V6 các chị mình xem nhé, nó nhiều màu đấy ạ. Đây, đợi em tím mặc lại bảng màu của V6 luôn. Bác nào lấy lên đơn nhá. Cái mã này các chị bằng quần short hay chân váy không cần phải sơ vi, các chị cứ mặc ngắn ngắn cho em như này này, trông nó rất là trẻ trung luôn. Đó, mặc trông nó trẻ trung, các chị lên đơn hàng cho em một chất ống đanh nhé các chị nhá. Áo là 139 của mã V6. Đây ạ, mã V6 em có những cái màu này này.
em mặc thử cho các chị xem cái màu này là màu cam các chị nhá, màu cam đi. Cam của nó không phải là cam tươi đâu. Màu cam là màu đẹp luôn. Trắng đen, hồng đậm, hồng nhạt với màu cam. Tất cả em có 5 màu. Đây các chị nhìn màu này. Chạy lên màu, ủa cái màu này đẹp thế. Thế nó lên thì cũng mặc cái màu này lên. Đây các chị thấy không ạ, màu mặc lên rất là đẹp luôn. Lên mã lên đơn cho em là áo là V6 các chị nhá. V6 là 139.000. Để chạy chân váy là 300, áo là 139. Chân váy 63 cân tùy chiều cao chị Nhài Lưu ơi. Chân váy 63 cân tùy chiều cao. Chị Loan Đặng ok em chúc đơn. Đây có cả màu hồng nhạt đấy các chị ơi. Hồng nhạt đây ạ. Đó, hồng nhạt cho em nhá. Chất này chất tăm cho em. Lên mã sản phẩm cho em cộng số điện thoại hàng easy các chị này. Hàng này easy chất nó đanh lắm. Comment đúng mã hàng cách số điện thoại cho là các chị mình lên đơn ạ. Chân váy là CV30. Chị Lê Huyền cho em số điện thoại chị ơi. Lên áo báo đi để em đặt. Chị đặt rồi nhé. Đấy, áo trắng đây cho em. Đây màu trắng này. Bắt đầu chốt màu trắng lên đơn nhá. Áo trắng này chân váy bò. Áo trắng ở mặt với chân váy bò để hết nước chấm. Sao thế chị? Nào lấy cho em quần áo Prada này. Prada có mấy màu. Đây. Bác nào chốt đơn lên đơn cho em mã này ạ. V6 nhá. V6 là 139.000. V6 139.000 đồng các chị lên đơn hàng. Các chị nhìn cái màu của nó đẹp này. Cái cổ của nó không hẳn là gì nhỉ. À, đây là kiểu cổ tròn đúng không? V6 cổ tròn. 1m50 mặc được chân váy chị. Mặc thì qua đầu gối. Chị Minh Nhân ok chút đơn hàng nhá. Nói chung là mặc cái đi giày cao lên, một dép cao lên một tí. Chị Nguyễn Dung ok chút CV30. Áo là mã V6 nhá. Các chị chọn cho em màu trắng này. Hồng nhạt, hồng đậm này. Màu cam với màu đen. Áo dáng crop top cho em. Ok, dáng áo crop top các chị chọn màu cho em nhá. Không. Em đây các chị có áo Prada đây. Được chưa? Prada hàng cao cấp với các chị này. Mã này là các chị có mày là mã V7 nhá các chị nhá. Chân váy là CV chị, chân váy là CV30. Chân váy là CV30. Hai thùng giật ok, Q13 em còn chị Nguyễn Lan ơi. Em còn nhé, tí em lên sau nhá. Thế gì đây? Đây em tí em lên cái áo phông này đã. Một con áo phông Prada hàng cao cấp đấy các chị này. Lên mã lên đơn cho em là mã này là V6 à V7 nhá các chị nhá. V7 cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn. Các chị chọn cho em màu hồng này, màu nâu tây này, cái chạm màu trắng này và dạ tông màu đen. Size là em có size SM à? SM hay SML đấy? SM hai size các chị nhá. SM hai size. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Là mã V7 ạ. Đây V7 đây các bác này. Mặc cái chân váy áo này thì quá tuyệt luôn. Áo này là 200 các bác nhá. 200.000. Và form này chúc đơn các chị tập của 62, 63 cân đổ về nhá. 40 cân đổ lên thì 62, 63 cân đổ về. Các chị mặc áo này vừa. Em có 4 màu luôn đấy ạ. 4 màu là màu đen, màu trắng, màu hồng, màu tông, màu nâu. SM 2 size 40 cân đến 62, 63 cân đổ về. Em chúc đơn áo này sale 200 nhá. Hàng cao cấp ạ. Em xả nốt 200.000 một áo. Lên mã lên đơn cho em là áo là mã V7 ạ. Kèm số điện thoại. Trương Ngọc Anh rồi ok này. Thúy Phạm có, Lê Vân ok chút đơn hàng. Chị ơi cái áo crop top vừa xong là mã V6 nhá chị nhá. Comment giúp em với. Đừng comment là áo crop top màu đen. Tại vì nhà em có rất là nhiều cái mã crop top có màu đen. Các chị nhìn hàng giúp em với này. Được chưa? Bác nào mà chuyên mua những cái dòng kiểu là hàng phông tầm khoảng 700-800 các chị nhìn qua các chị biết luôn. Nhìn qua các chị biết những cái dòng này các chị mua tầm bao nhiêu tiền đúng không? 200.000 là các chị được mua giá là quá rẻ luôn ý. Này một con áo Prada các chị này, SM 2 size, hàng cao cấp nhá chị nhá. Lên mã hàng trên là mã V7 ạ. Chọn màu chọn size vừa nhá, 4 màu cho em. Chị Nguyễn Lan có màu trắng. Mã áo màu tím nhạt thì em có cái mã đầu tiên cổ tim, mã tim trơn ý. Thì có cả màu tím nhạt là tím hoa cà. Chị Thân Thị Hường có, chị Vũ Huyền ok em chốt đơn. Chị Nguyễn Lan có V7 màu trắng, có màu nâu tây đấy. Hồng, nâu tây, đen trắng 4 màu. Đây màu trắng đây.
Rồi, con áo này chất mát màu lanh lắm, cổ phông bọc viền cho em. Cổ phông bọc viền các chị nhá. Đây màu nâu tây đây. Đã bảo lấy màu nâu tây các bác lên đơn. SM2 size. Rồi ôi chất nó đanh như thế này mà chất nó mát lạnh luôn các chị ạ. Chất mát lắm. Đấy, mặt không bị bí mồ hôi. Không bị nóng. Riêng chất này các bác không phải lo luôn. Giá chỉ có 100. À hôm trước chị đặt con này bên em báo hết hàng à. Thế à chị. Cái mã này như mã này em về bù đấy chị ạ. Mã này về bù thật sự luôn đấy. Là hôm trước là về hôm đầu tiên hết sạch luôn. Mã em về bù hôm nay đặt, mình đặt lại đi chị ơi. Chị Vũ Huyền ok chúc đơn nhá. Liên đoàn có, Lê Vân có này. À, chị Thảo Nguyễn đặt lại chị ơi. Hôm nay nó về bù được cái màu thì mình đặt lại hộ em với. Đây màu nâu đây. Nâu tây cho em. Đấy màu nâu tây nhá. Màu hồng, màu trắng, màu đen, 4 màu cho em các chị lên đơn hàng. Là mã gì ạ? V7 ạ. V7 kèm theo màu với số điện thoại cho em. Chị Trần Mai chốt hồng trắng này. Mình chọn luôn màu nhá, em sẽ tua nhanh mẫu tại vì là thời tiết nó rất là nóng luôn. Nên em sẽ tua nhanh. Em sẽ tua nhanh các bác ơi. H1 bác nào chưa chốt được hôm nay nhanh tay, em về được đủ màu đủ size. Đồng phục các chị mình đặt nhanh cho em nhá. Đồng phục đặt nhanh thì đủ màu đủ size số. Các chị lên đơn hàng chưa làm mã H1 và kèm ra số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng. Đủ màu đủ size từ M đến XL. M là XL 3 size. Đây cái phong nó vừa phong vừa như này mà. Mà cái màu xanh nó đậm nó đẹp lắm các chị ạ. Nó không bị màu xanh gọi là xanh lét đâu nha. Không phải màu xanh lét, màu xanh đậm rất là tôn da. Nói chung là những cái tông màu xanh này ai cũng mặc được, không kén da. Được chưa? Không kén da trắng hay da ngăm. Đấy, mã này là 190 nhá, hàng mới. Mẫu mới, chất mới của năm nay, mẫu mới nhất của năm nay luôn là mẫu họa tiết gu xì các chị ơi này. Mã này là mã H1 ạ. Mình chọn cho em màu xanh ạ. Chọn cho em tông màu trắng này, đủ size MLX các chị dưới 66 cân nhá, 66 67 cân đủ về em chốt đơn. Và các chị trên 40 cân đổ lên ạ, toàn bộ của em là dòng tem đen. Để chị ạ, 2 mark cho em. Lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn hàng. Đây em đưa bảng màu đấy các chị này. Màu trắng các chị nhá. H1 màu trắng này, H1 màu đỏ này, H1 màu vàng. Ok chị ạ, H1 màu vàng này, H1 cho em màu đen và H1 màu xanh. Dưới 66 cân đổ về các chị lên đơn nhá. Mã này là 190.000 ạ. Mã này là 190.000 một áo. Sao chị chưa chốt được H1 này. Hôm nay đặt đi chị, hôm nay về đủ size số rồi. Những cái mã này khách để đồng phục cũng nhiều mà. Mấy hôm nữa các chị cứ bảo là bọn chị đi chơi về chị trả máy ảnh. Đấy, các chị đặt đồng phục xong các chị đặt nhóm ấy. Các chị bảo hôm nào chị đi chơi về xong là chị các chụp ảnh chị gửi cho, feedback cho. Đẹp lắm, chất này nó mát. Để chạy chất phong người nó mát các chị này. Các chị lên đơn hàng trên là H này là H1 các chị ơi nhá. H1 chọn màu chọn size vừa cho các chị inform đẹp chưa? Được chưa? Không nóng không bí rồi chất này giặt là không bị co, không bị xù vải. Chất này càng giặt thì càng lì luôn các chị ạ. Chất càng giặt càng lì. Lên mã sản phẩm là H1 và cộng cho số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Chị Nguyễn Thị Lan chưa đặt được đơn lên số điện thoại của em với. Chân váy là 300 chị ơi, áo là 190. Chị Điển Thanh với lại chị Thanh Hoàng Bùi nhá. Nguyễn Thị Vinh của H1 này, Hạnh Thúy của H1 này. Xanh bên ngoài đẹp hơn trên like rất là nhiều. Đấy, chị Bích Thủy có Bùi Quế rồi ạ. Thanh Hoàng Bùi có màu đen. Các chị đặt mẫu ạ, lên số điện thoại giúp em các chị mình lên đơn nhá. Đây màu đen đây. Đen hôm trước nhà em về đến 4 lần rồi vẫn thiếu hàng. Đến 4 lần bù hàng vẫn thiếu. Mở cửa chị Mạnh đến ngồi đấy không mát. Quên ơi. Lưa chị cái Dr. Thanh đây. Ok. Đây, em để form bình thường nhá. Để chặn form bình thường của nó đây. Không dài quá, không ngắn quá. Không dài quá, không ngắn quá các chị này. Form lên đẹp chưa các chị ơi. Mã này có 190 thôi. Hàng đẹp nhá. Chứ em không bán những cái hàng mà những cái không chất nó nóng đâu. Đấy chứ ạ, bán thì các chị gọi là nhận được hàng. Các chị muốn mua thêm nhưng không phải nhận được hàng. Các chị có ối rồi ôi. Đấy chứ ạ, không muốn mua nữa. Các chị chọn cho em H1 màu đen này. Các chị họa tiết rất là sang luôn nhá. Cái là logo theo cho em. Cổ phông bọc viền cho em hết. Lên comment đúng mã hàng và kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn ạ. 190.000 một áo. H1 màu đen đấy ạ. Sao chị đào ấy? Chị Quảng nó gọi điện không nghe.
Chị nào gọi cho Huyền đi. Chị nhắn Zalo cho Huyền đi. Chồng em gọi em không nghe. Chị Đào gọi cho Huyền đi, hoặc nhắn tin vào số Zalo của Huyền của em với. Trần Thị Huệ rồi ok. Nguyễn Ngọc Lan ok. Võ Lộc có này. Chị cứ nhắn tin đi gọi cho Huyền của em nhé. Ngày mai gọi cho Huyền của em với. Rồi chị Hướng Dương có này. Đen XL có đơn. Đủ size số luôn, hàng mới về. Các chị nhắc hàng mới về đủ size đủ số. Lên mã lên đơn cho em và kèm theo số điện thoại. Các chị chọn màu cho em luôn này. Xinh ơi là xinh luôn. Đấy chứ không phải tự dưng mà em về bù hàng. Thứ nhất là em phải bán được thì em mới về bù, chứ không phải bây giờ ế. Ế xong là lại về bù đúng không? Không có đâu. Hết mới về bù và bán những cái mã nào đắt hàng mới về thêm đấy ạ. Mã này khách về cứ đặt ầm ầm được, đặt đồng phục tại vì cái mã nó ưng. Thực sự luôn. Trông nó sang ấy đúng không? Các chị nhìn cái màu nó đẹp này. Comment đúng mã hàng cách số điện thoại cổ này các chị ơi, nhìn cổ áo này. Các chị tem mát cho em. Comment đúng mã hàng cách số điện thoại cho các chị lên đơn nhá. 190.000 một áo. Mã 290. Tuyên Đông bộ thanh mai này. À không, chị muốn buôn với em ý. Ờ thế thì chị nhắn lên Huyền. Nhờ Huyền nói với em. Ôi buôn cái gì đấy? Chị làm em tò mò rồi. Hả? Nhờ gì? Chị lại làm em tò mò rồi đấy. Độ hóng của em anten nó dài lắm chị ạ. Anten dài lắm. Nguyễn Tí Hằng ok, Tuyên Đông Phạm Thuận có đơn hàng. Em lười mặc màu trắng lên quá tại vì là em nó rất là nóng. Mà thôi em chỉ dơ màu thôi nhá, còn form như nhau hết. Bác nào thích màu nào thì lên màu đấy đi. Thích màu nào ưng màu nào lên màu đấy cho em. Comment màu đấy cho em với. Đây ạ, các chị nhìn bảng màu này, 5 màu cho em luôn. Rồi chuyển mã đi. H1 em chuyển mã nhá. Tiếp theo các chị lên là mã H2 đi. H1 các bác cứ thỏa sức lên đơn. Em về bù để cho các chị đặt đồng phục đấy ạ. Thì em về đủ số lượng nhiều và size số. Size số và số lượng nhiều. Rồi tiếp theo mã H2. Chị nào lúc nãy hỏi có màu hồng đất. Đây em có luôn. Hồng đất có luôn. Rồi ai dơ cái size L ra đây vậy? À, khách lấy hôm nay khách mặc xong là khách thử á? Thử á. À, khách lấy luôn size M rồi. Rồi ok, đủ size luôn. Chứ không phải hàng em thiếu size đâu. Mã này đủ size số luôn đấy. Chắc là khách thử cái size M của em rồi. Mã này các chị có phải là H2 cho em nhá. Các chị ơi, H2 và kèm số điện thoại. Em bảo rồi, chất thì không phải lo. Nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng trước thanh toán. Là các chị em mình yên tâm. Kể khách lạ, khách quen đều thấy hết. Đấy, cứ bóc hàng kiểm tra trước cho em. Chân váy là 300 chị yêu ơi. Chân váy là 300.000 chị Phạm Hường nhá. Đây các chị này. Cái này là hồng, là size bé. Là khách đến là khách thử, khách lấy luôn rồi. Thế em bây giờ lại lấy cái khác ra. Mã này các chị lên đơn hàng chứ là H2 nhá các chị nhá. H2 và kèm theo số điện thoại cho em là em có đủ size đến 65 cân. Còn riêng màu đen em có size dưới 70 cân nhá. Có đến hẳn 70 cân luôn. Mã hàng chứ là H2 và kèm theo số điện thoại cho em. Nhìn phông này. Thì chắc các chị nhìn cho em con phông này đỉnh chưa? Lên mã này đơn cho em là H2 và kèm số điện thoại cho em. Đúng là tiền nào của đấy sờ cái chất phông nó mát lạnh luôn. Đấy. Các chị mà đã mặc cái dòng phông này là không muốn mặc sang cái dòng phông nào khác luôn. Mã sản phẩm là H2 sẽ đem mặc màu hồng đất lên trước nhé. Em mặc cái màu hồng đất lên trước cho các chị xem. Đây các chị này. Được chưa? Phê ơi là phê luôn. Cái màu này là hồng đất nhé các chị nhé. Comment cho em là H2. Cách số điện thoại cho em là các chị lên đơn 190. 190.000 đủ màu. Em có 7 màu luôn các chị ơi. Đủ 7 màu luôn nhé. Mã hàng là H2 cộng số điện thoại ạ. Đây màu hồng đất này. Đó đủ màu luôn. Nói chung là những cái bảng màu á, những cái hàng này nhá, cái màu của nó không bao giờ nó bị chóe. Thật sự là không bao giờ bị chóe. Ví dụ như hồng kiểu hồng đậm, nó không phải là hồng hồng phấn phớt phớt đâu. Cái màu đen này. Vàng cũng là vàng đậm như chị nhá. Màu vàng đậm, màu trên này bị sáng hơn nhá. Màu vàng đậm này. Đấy, màu trắng cho em. H2 cho em màu đỏ này. H2 cho em màu xanh. Xanh này xanh lá các chị ơi nhá. Màu xanh lá này. Và H2 cho em tông màu xanh lam. Đủ 7 màu luôn, đủ size số. Các chị chốt là H2 là giá 190.000. H2 trên là 190.000 đồng một áo. Các chị comment ạ, mã hàng và kèm theo số điện thoại trên là các chị lên đơn. Đó, H6 còn không, H6 là cái gì nhỉ?
H6 nó là cái gì ta? Em không nhớ luôn đấy chị ơi, không nhớ là cái nào. Hàng bao nhiêu mã hàng này chị hỏi em sao em nhớ được. Đây là mã H2 cho em đấy các chị. Cái này là nó sẽ là kiểu trơn, logo theo, được chưa? Cũng là phông có cổ cho em, phông có cổ trơn các chị nhá. Mã hàng chỉ là H2 và kèm với số điện thoại, chứ là các chị bị chốt đơn hàng. Trên đặt hàng mà không được shop gọi nhé, em chưa chốt xong đâu. Đợt trưa nay nhá, các chị cứ đợi điện thoại của em, ngày mai, sáng ngày mai nhé, em sẽ gọi chốt tiếp. Đúng không ạ? Chưa chốt xong đâu chị ơi. Chưa xong, làm gì đã xong được đơn của hôm nay. Phí ship toàn quốc đồng giá là 30.000, các chị thích mua bao nhiêu sản phẩm cũng được. Một đơn hàng, à một sản phẩm cũng 30.000, mà các chị mua 10 sản phẩm cũng vẫn 30.000 tiền ship. Đó. Nên là các chị cố gắng dồn đơn nhá. Cố gắng dồn đơn cho em. Lấy hàng về đâu? Đâu, có ít thôi, có quần. Lấy tiền giả tiền cước kìa. Có quần sóc mới về thêm. Em đang kiểm hàng thì em lên luôn nhá. Lên mẫu mới luôn đúng không? Rồi, chị Hoàng Hương nhá, đồng giá phí ship luôn. Mã này các chị ơi là H2 cho em ạ. Viên lê ok chút xanh lam này. Chị Trây Hoàng ok chút màu đen. Đồ bộ em có ạ. Đá 338 ok chị Đinh Nguyên. Có ít thôi mà. Nhỡ lấy cước giả tiền cước vào chị đấy. Rồi Harvey Nguyễn ok chốt 2 xanh lá này. CVV ok chị Vân Mai chốt đơn dồn nhá. Đồ bộ em có nhiều chị ơi. Đồ bộ có nhiều. Mã này là mã H2 cho em. Kim Oanh ok chốt H2 này. À H1 này. Chị Chu Hường có này. Màu đen 55 cân. Bác nào chốt H2 lên đơn nhá. Thế các chị nhìn cho em cái màu này. Rồi lại lên màu xanh được không? Rồi những cái màu này là khách đặt rất là nhiều luôn. Cắt đi. Cắt lấy hàng đi. Em cắt hàng mới các chị luôn nhá. Hàng mới về. Đấy hôm nay là về hàng muộn. Đếm tổng cho chị. Đợi em một chút, em lên cái mẫu mới về luôn còn shop nhá. Bác chị thả tim cho em đi. Hả? Đấy là quần dài đấy. Toàn về hàng Quảng Châu đẹp. Đây. Cái dạng mũ xanh lá cho em. Xanh lá và cộng ra số điện thoại cho em các chị chốt đơn hàng này. Chân váy này mặc tôn dáng dã man luôn. Đấy mặc cái phông polo này cũng xinh này. Mã này các chị có mày là mã H2 nhá. Chọn màu xanh lá, đây màu trắng đây. Màu trắng thì em lười mặc tại vì là mồ hôi ra. Chị gọi nhanh ok. Thôi cứ mặc màu trắng các bác xem luôn nhá. Xem cái mẫu đi. Để chị nào chốt, đây cái màu trắng đấy. Ai lại lấy cái size bé của em rồi. Khách toàn đến thử xong lấy luôn cái mẫu của em mặc thôi. Em dơ lên được không ạ? Tại vì là màu, cái form nó như nhau hết mà. Nó khác nhau một cái màu thôi, cần gì phải mặc các màu lên. Chị body ơi, nhắn tin đi chị, nếu không thể chốt đơn nhắn tin được gọi điện ở cái số ở trên trang page của bên em ý. Nhiều khi là Facebook đợt này nó khó lắm chị ạ. Facebook đợt này nó ẩn comment nên nó giảm tương tác ấy, chứ không phải bên em không gọi chốt đơn đâu, chị thông cảm nhá. Đừng nói em như thế, mệt lắm chị ơi. Chị body nhá. Chị Hoàng Hường ok em chốt đơn nào. Một chân váy, mã này là chân váy CV30. Đấy, Facebook nó khó mà. Ẩn tương tác khách hàng, ẩn comment khách hàng rất là nhiều luôn. Không nhìn thấy số điện thoại ấy chị ơi. Chị Hoàng Hường chút H2 hồng đất này. Mã này các chị comment là H2 cho em. Chọn màu nhá, chọn màu chọn size vừa. Đủ màu đủ size luôn. Đủ màu đủ size. Hôm nay có về được cái mẫu quần bò đẹp lắm. Đợi em một tí em kiểm hàng cho em lên luôn. Ghi ra chưa? Đây. Mẫu này vừa về xong nóng hổi. Vừa về xong nóng hổi luôn. Mã là mã 872 Q872. Cách số điện thoại. Đấy, bây giờ em mới xem giá đã. Chưa kịp kiểm hàng như thôi cứ lên cho các chị luôn. Đây màu tối đây, bác nào trước hỏi là quần bò giấy em có màu tối luôn không? Hôm nay em mới về được cái màu tối nhá. Đây là bò giấy cho em. Rồi,
ơi, áo em mặc các chị lên là H2 đi chị ơi. H2 kèm số điện thoại nhá. Q3. Q3 là mẫu gì nhỉ? Chị Thanh Lam ok. Khôi Đăng Nguyễn ok, chúc đơn. Đây các chị nhìn nào. Được chưa? Màu xịn đét luôn. Màu của nó như cả màu tím than ấy. Ôi các chị ơi, size này. Các chị nhìn xem một con quần này. Đỉnh của chóp luôn nhá. Là có size 27, 28, 29 đúng không? Size 27, 28, 29. Mẫu đẹp chưa? Cái màu tối, bác nào thích màu tối lên đơn nhá. Màu trên line bị sáng hơn đấy. Lấy cho em một cái áo ấy đi. Cái áo trắng. Tôi chỉ xin một cái màu trắng. Quần này là quần ống suông nhé các chị nhá. Nhớ quần suông cho em. Áo này là mã V mới mà chị. Áo này mã khác mà. Quần này là quần ống suông. Bò suông nhá, bò giấy bò suông cho em màu than. Nó màu tối. Mã này em chốt đơn các chị tầm khoảng là 47 cân. 47 cân đến tầm khoảng 60 cân đổ về nhá. 47 cân đến 60 cân. Quần này các chị có mày là Q872 và kèm theo số điện thoại 200 ạ. 90.000 một quần. Được không ạ? 290.000 đồng một quần, các chị lên đơn hàng cho em. Mã này đang xỉ trên 300. Được chưa? Mã này đang xỉ trên 300.000, quần là Q872. Cách số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng. Quần em có size 27, 28 và size 29. Size 27, 28 và size 29, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Dưới 60 cân mã này em chốt đơn nhé. 47 cân đổ lên đến 60 cân đổ về em chốt đơn hàng. Q872 ạ. Màu than cho em các chị ơi. Màu này màu than. Quần là quần ống ống suông các chị ơi nhé. Quần ống suông cho em. Các chị lên mã lên đơn và cộng số điện thoại trên là các chị đi chốt đơn nhá. Xinh ơi là xinh luôn, màu tối này. Q872. Mã quần là Q872, 290.000 đồng một quần ạ. Đẹp nhỉ, chất bò giấy mềm lắm luôn. Mà mấy hôm trước các chị cứ hỏi cái màu tối mà em không có. Bây giờ mới về được hàng đây ạ. Vừa về xong cắt bao lên luôn. Đó, vừa về xong cắt bao lên luôn. Q872 cho em các chị chốt đơn hàng nhé. 290.000 đồng một quần. Ok chưa ạ, 290. Mã Q872. Em thấy quần này đang xỉ tầm ba mấy, giá xỉ đấy. Thì các chị mua ngoài được phải trên dưới 400.000. Trên 400 đấy ạ. Được chưa? Các chị nắm kỹ cái quần Q872. Đằng trước là giả cạp, đằng sau của nó là chun cho em, các chị mặc nó thoải mái lắm. Mà nó mỏng, nó mềm nhá, không bị dày quá. Mặc siêu mát luôn, các chị mặc quần này đi làm cũng được. Mặc đi làm cũng được quần Q872. Q872 kèm theo số điện thoại cho em. Chị Ngọc Anh rồi ok, Thủy Nguyên có đơn này. Thảo Hoàng có, áo ấy mặc là mã bao nhiêu, V bao nhiêu đấy chị? V8. Áo ấy mặc là mã V8, cũng là cổ tim nhá, nhưng mà cái loại này là loại khác này. Cổ tim này loại khác, áo này là 139.000. Áo này là 139.000 đồng một áo. Em có đủ màu luôn. Đủ màu là có màu cốm này, màu hồng, màu trắng, màu đen, màu xanh, màu nâu. Lấy màu em luôn nhá. Áo đủ màu luôn. Quần là mã Q872. Tạ Ngọc Diệt gửi nhầm áo nào em ơi, nhắn tin cho chị số điện thoại để chị giải quyết đơn nhá. Rồi, Q872 chị Hiền Võ ok.
các chị ơi, mờ mềm này. Ừ, chất xuống. Nếu em cái quần đấy đi, quần vải đi, Q12, Q13 đây, quần ống vẩy nhá, tí em quần ống vẩy sau. Bây giờ em sẽ lên cho các chị cái mã quần bò này trước, quần bò giấy cho em. À, báo alo chưa chị? Đợi tí em lên áo alo nhá. Chị Chuẩn Huyền nhá, gọi em một tí. Áo đính đá đợi em một xíu em lên luôn áo đính đá. Chị Hoàng Dung có, chị Nguyễn Lan ok, chốt đơn. Đắc nào hôm trước cứ hỏi em quần mà màu tối, các chị lấy màu này này. Màu này màu tối và màu than đây. Đây màu than. Còn áo em mặc thì em có cả màu trắng này, màu xanh lá các chị này, màu đen. Áo này 139 cho em. Đây màu đen các chị ơi. Màu màu nâu các chị nhắc, đây màu nâu này. Ok chị ạ, tông màu nâu này, tông màu cốm này. Đây tông màu cốm cho em. Và dạ tông màu hồng. À, áo này 125.000. Em nhầm giá nhá. Áo này 125.000. 125.000 mã bao nhiêu? V8. Mã V8, 125.000 một áo. V8 là 125.000 đồng, các chị lên đơn hàng cho em. Chị Theo Trần có đơn, sóc vải em có, chị ơi, sóc vải em có, sóc vải u mì nhá. Chị Theo Trần có đơn hàng này. Chị Phạm Ngọc Diệp ok chị luôn. Có vấn đề gì các chị có để lại số điện thoại hoặc là gọi vào số hotline giải quyết đơn hàng nhá. Rồi, cho các chị thêm một cái mã quần sóc mới về đâu. Đâu quần sóc mới về đấy. Đây, sóc mới về đấy các chị này. Hàng đẹp chưa? Đấy, nhức nách luôn, em lên luôn cho nó gọi là nóng nhá các chị nhá. Lên luôn cho nóng đi. Quần là mã sóc 356. Sóc 356 và cộng số điện thoại cho em, các chị lên đơn này. Đấy là đủ size là 27 hay 829 à? Ôi các chị ơi, đẹp chưa? Size 27, 28 và size 29. Em có đen trắng hai màu nhá. Đen trắng hai màu. Ủa các chị này. Đằng sau này các chị ơi. Để chạm đằng sau cho em. Để chạm cạp trước này. Xinh ơi là xinh. Đó, cắt khuy một cái để mặc nhá. Liệu cái này chị vừa không nhỉ? Chắc là vừa. Kéo đâu nhỉ? Đưa cho em cái kéo đem cắt khuy cái. Cắt đơn chị mới mặc. Kéo vào đây này này. Cầm dưới cái điện thoại xanh của chị không để phấn son nên nó có cái kéo trắng nó khỏi rơi. Tí chuẩn bị cho em bị áo đá để em sao nốt cho khách nhá, áo đá lẻ ấy. Đây mẫu mới phát về là phải lên luôn cho nó nóng. Có cái gì là đây các chị nhìn hàng nhá. Dạ, quần này là quần Q356. Q356 lên số điện thoại cho em các chị chốt đơn. Hàng VIP cho các bác luôn nha. Lấy cho cái áo xanh xanh này này. Đấy thôi, từ từ mặc áo ba lỗ này lên. Nhà ba lỗ để bao tiền? Phong quần này đỉnh lắm nha các chị ơi. Phong quần này nó không bị ngắn đúng luôn, đúng gu mình thích luôn các chị ạ. Thì chị ạ, đúng gu mình thích luôn. Các chị nhìn cho em quần này, các chị comment là quần Q356, à sóc 356 cho em, các chị lên đơn. Quần này là 279.000 đồng một quần. Đó, 279.000 đồng các chị lên đơn hàng nhá. Chắc là về được đúng một chuyến thôi, không có nhiều. Được chưa? Quần này chắc về đúng một chuyến không có nhiều. Các chị comment là Q356 các chị lên đơn hàng. Và kèm theo số điện thoại trên là các chị mình chốt. Rồi form đẹp chưa? Có màu đen này, có màu trắng hai màu nhá các chị nhá. Đen trắng hai màu các chị lên đơn hàng cho em ạ. Q356 cách số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn. Siêu xinh luôn. Có này sao lại mặc áo ba lỗ này, quần cặp to, cặp cao cho em đấy. Cặp to. Đằng sau này. Đằng sau nó có nhiều cái dây ý, đẹp nhỉ. Được chưa? Ghen bụng cực tốt luôn. Quần này đúng không bị ngắn các chị ơi nhá. Comment giúp em là Q356. À sóc 356 là giá 279.000 đồng một quần cho em các chị lên đơn. À, hai quần đen size XL là quần gì chị? Q11 buổi chiều. Còn chị Hương Ngô comment giúp em là Q11 nhá.
chị Minh Dương ok, đây các chị này. Các chị ơi màu đen đây. Bác nào chốt đen lên đen cho em luôn. Đấy chứ ạ, có cả hai màu đen trắng nhá. Rồi ôi dòng này các chị đang mua hàng 38 ngoại trường. Đấy chứ ạ, các chị đang mua hàng 380 ngoại trường luôn. Hàng Quảng Châu các chị này. Hai màu cho em. Các chị cho em màu trắng và chọn cho em tông màu đen hai màu. Lên mã lên đơn và kèm với số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. Quần là 279.000. Có hai màu đen trắng nhá. Và có size 27, 28, 29, 3 size. Tầm khoảng ở dưới 62 cân đổ về em chốt đơn. 45 cân đến 62 cân đổ về là các chị mình chốt đơn hàng mã mới. Chị Hải Dương có, Thân Thị Hương có, Đỗ Huệ rồi ok. Áo sắt lách em mặc là mã bạc V bao nhiêu đấy? C2 à Hoa. Sắt lách. Em ở V đi. Áo này lên mã V9 cho em. V9 nhiều màu lắm các chị ơi. V9 áo này 150. V9 áo này 150, còn quần là 279.000. Quần là 279, còn áo là 150 nhá. Đó. Đẹp thế. Các chị ơi, nhìn cho em một con quần này. Chị chạm siêu xinh luôn. Cạp to cho em. Mã hàng kèm số điện thoại, Ngọc Quỳnh đang xem. Đây ạ. Các chị ơi. Đẹp chưa? Chị Quỳnh em ơi, mang cho em xin hộp kem nhá. Bọn này nhớ lắm. Rồi, áo em mặc là mã V9 à? Áo mặc là mã V9. Các chị ơi, áo này có nhiều màu luôn nhá. Áo này có nhiều màu. Mã sản phẩm cho em là quần là Q356, còn áo là mã V9. Các chị yêu mình chọn màu cho em nhiều màu lắm. Mã này có nhiều màu lắm. Đây là có cả màu xanh này, là xanh xanh đậm này các chị này. Màu này em gọi là màu xanh đậm nhá. Xanh đậm cho em. Đây là màu cam. Ba lỗ này chất nó đanh, hàng easy cho em ạ. Hàng này của em là hàng easy, rất là đẹp, chất đanh chất luôn các bác nhá. Đây màu cam đây. Trời ơi các chị ơi. Phê tít luôn, áo này, áo ba lỗ này chốt đến tầm 60 62 cân. 60 62 cân đổ với em chốt đơn hàng. Màu em mặc là màu nâu nhá các chị nhá. Đáng nhỉ? À màu rêu, màu em mặc là màu rêu. 43 cân nhá, 43 cân là 43 cân sẽ mặc rộng. Quần này 43 cân mặc hơi rộng đấy chị ạ. 43 cân mặc vừa đâu ạ, từ 45 cân đổ lên 45 46 cân. Cho đến tầm khoảng 62 cân đổ với em chốt đơn. Có quần lửng đến đầu gối cho người 63 cân không à? Quần lửng đến đầu gối có đấy chị ơi, đợi em một tí nhá. Mã này các chị có phải là mã V9. V9 cộng số điện thoại cho em. Ok chị Hải Vân này. À, chị Quỳnh Châu có này. Đặt bác nào chốt vừa lên đơn hàng vừa mới về xong. Hàng đẹp các chị ơi. Các chị chuyện cho màu xanh đậm này, còn đây là màu xanh thì là xanh nhạt nhá. Nó gần như cả màu cốm ấy. Đây ạ. Đây là màu xanh nhạt cho em này. Đây là tông màu của em là đây là tông màu màu gì? Màu vàng nhé, em gọi màu này màu vàng đi. Màu vàng cho em. Các chị comment đúng mã hàng và cách số điện thoại trên là các chị chốt đơn. Màu vàng này và tông màu đen trắng nữa. Màu đen màu trắng. Áo này là 150 ạ. Ba lỗ này 150, hàng đẹp ạ. Đây các chị ơi. Đi chứ ạ, hàng đẹp cho em. 150.000 một áo ba lỗ. Các chị đen đơn mã hàng cộng theo số điện thoại. Chị ơi, chị rơi nhầm cho em con áo đen của mã nào vào đây rồi. Đấy, cái này có cả màu đen cơ mà. Ok chưa? Siêu phê luôn. Lên mã lên đơn và cách số điện thoại trên là các chị bị chốt đơn nhá. 150.000 một áo, mã hàng là mã V9. Còn quần là quần Q356 á. Quần Q356 các chị lên đơn hàng. Xinh quá này các chị này. Áo đẹp nhở. Yeah. Áo này nó không bị trễ quá. Được chưa? Neck, cái neck nó không khoét sâu quá. Các chị mặc có ôm của người gọn cực kỳ lứt. Các chị mặc cái quần legging cũng đẹp. Quần legging cũng đẹp luôn. Sock legging một chân váy. Rồi mã V9. Đây nhá, em để mặc bình thường cái này các chị nhìn này. Để mặc bình thường này cũng đẹp. Lên mã hàng một cách số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn. 150.000 một áo, còn quần là 279.000. Quần là 279. Comment trên mã hàng một số điện thoại nhá. Chị Thu Hòa mét 62m em có chị. Chị ơi ra do chiếu điều hòa em rồi. Chị Phạm Mộc Diệp ok, Đỗ Thị Hà có này. Chiếu điều hòa nhà em có cả loại mét 62m và mét 82m, đủ màu luôn, đủ màu luôn và nhiều màu, toàn màu đẹp luôn chị ơi. Màu gọi là màu này dễ. Quần Q356 màu đen, chị Nguyễn Huệ trên số điện thoại. Chị Thủy Lê ok, chốt đơn hàng. Em thử các chị xem cái màu cam nhá. Năm nay đang hot cái màu như này này. Đây chạm trắng lên mới cam luôn đi. Nào chuẩn bị rơi chiếu điều hòa ra đi. Rồi mét 68 màu giống nhau. Mét 62m và mét 82m em sẽ dơ màu đấy ạ.
Màu có màu xanh, đấy là xanh, đấy là xanh gì? Xanh lam. Xanh lam à? Đấy là màu xanh lam nhá. Đó, màu xanh lam nó sẽ có là một chiếu và hai vỏ gối. Nào gặp ở giữa này. Một chiếu và hai vỏ gối chứa điều hòa cao su non cho em. Các chị lên mã sản phẩm cho là chiếu điều hòa và kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt non. Chiếu em đồng giá. Đồng giá các bác luôn, cả loại mét 6 và loại mét 8 là 269 đồng một bộ cho em. Các chị đây là màu này là màu xanh rêu. À đây là màu xanh lá. Đây là màu xanh lá cho em nhá, màu đẹp lắm các chị ơi. Thực sự luôn ạ. Đợt này về chiếu đẹp lắm. Các chị có phải là chiếu điều hòa cho em. À, có cổ Gucci là mã bao nhiêu á? Cổ nào nhỉ? Có cổ Gucci là mã nào? D1. À, đấy là mã H1. Đây là màu ghi cho em, chiếu điều hòa màu ghi nhá. Có hai, nói chung là cứ có một chiếu và hai vỏ gối. Có một chiếu hai vỏ gối, tua nhanh đi em ơi. Có tất cả như có 5 màu ấy. Có 5 màu của chiếu điều hòa. 269 đồng một bộ, loại mét 6 2m và mét 8 2m. Áo em mặc 63 cân vừa. Này chị ơi, giãn thoải mái. Đấy chị ạ, chắc giãn thoải mái cho em. Em kéo căng này nó có bị bay, bị chảy nhão như cái hàng rẻ đâu chị. 63 cân được. Lấy đi. Này lấy cái nền cho em luôn, lấy nền đỏ này. Để cho em mặc lên cực nổi luôn. Đây, áo là 150.000 nhá. Còn gì ạ? Chiếu điều hòa là 269.000 đồng một bộ. Đấy, các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em. Chị Quyên lấy đi, chị Quyên ơi. 63 cân vừa. Ok. Mai sẽ lại đơn hôm nay bị nhầm nhá. Địa chỉ sau gửi thành một đơn. Nếu mà gửi nhầm gửi lại chị nhận được, chị đổi đơn cho em nhá. Phạm Ngọc Việt nhá. Nguyễn Lan ok chốt V9 này. Áo lên áo đính đá. Lên áo báo đính đá đi em. Rồi ok chị. Nguyễn Thị Hà chốt V9 trắng với cam. Bác nào chốt màu nào lên màu đấy luôn cho em nhá. V9 ạ, cũng số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Lan. Các chị ơi, cái màu này mới là gọi là xuất sắc luôn. Em thử các bác xem luôn, màu tôn da kinh khủng. Thế chạm màu tôn da kinh khủng luôn. Lên mã lên đơn cho em ạ. Màu này của em gọi là cái màu xanh nhạt nhé các chị nhá. Màu xanh nhạt cho em. Nó phớt phớt cái màu cốm ấy. Có một mã quần sóc nữa cơ mà. Có một mã. Cái đấy có một mã đâu. Ờ, đâu. Hai, ba mã quần cơ mà. Vừa lúc anh vẻ. Ờ. Quần sóc đấy phân theo mã có một mã. Có một mã à? Tổng là có ba mã cơ mà. Mày muốn ăn đòn thế sao không nhỉ? 3 mã. 3 quần sóc à? Đúng rồi. À không, có 2 mã quần sóc và mã quần dài. Đây em đọc cho chị xem một cái mã này nữa này. Mã 191 ý. Đây, các chị ơi nhìn cái màu nhá. Màu này tôn da lắm. Bác nào bỏ qua màu này hơi phí luôn. Các chị mặc với lại là áo này với lại là cái quần màu đen hoặc màu trắng đều đẹp. Rồi chiếu điều hòa các chị lên đơn nhá. Cái chiếu điều hòa ấy các chị ơi mặc. À quên. Nói chung là không bị nóng lưng. Đấy chị ạ, nó không bị rát lưng. Đấy, nằm rất là êm luôn. Cái mã chiếu điều hòa năm nay em bán rất là nhiều luôn. Đợt này về nó hàng của nó chất lượng nó đẹp hơn lần trước rất là nhiều. Nói chung là giá thành của nó cũng vừa phải thôi ạ. Ngoại trưởng các chị đang mua ạ, 400-500-600 nghìn một bộ cơ. Em tặng các chị trên này em là 269 nghìn đồng. Hiện hàng đồng kiểm hàng cho em trước thanh toán nhé. Mã áo này em mặc là mã V9. Q281 là cái gì ta? 281 là cái gì chị Huyền ơi? Chị Anna Nguyễn ok chốt xanh lam nhé. Đa số là khách lại thích những cái màu gọi là tông màu xanh xanh đúng không? Màu xanh mùa hè thì trông nó mát ấy. Thì cơ bản mùa hè trông đã nóng rồi, các chị không thích thì cái gam màu là gam màu nóng ạ. Thì các chị cứ lấy gam màu lạnh cho em. Mã này các chị coi là mã V9 nhá. V9 cộng số điện thoại cho nên là các chị mình chốt đơn. Chị Nguyễn Hoa ok chốt màu xanh dương. Chị Hoa ơi, chị Hoa để lại số điện thoại đi. Rồi một mã quần sóc tiếp theo. Còn em mặc là mã Q356 nhá các chị nhá. Q356 và cộng theo số điện thoại cho em. Đó, Q356 cho em giá là 279.000. Tiếp theo nên các chị một mã quần nữa nhá. Đây chị ạ, một mã quần sóc cũng gọi là xuất sắc luôn. Cũng về được hai màu, nhưng mà số lượng của mã này nó sẽ ít hơn.
xịn hơn này. Đây, đỉnh chưa các chị này. Đó, cũng đủ size luôn. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã Q191. Được chưa? Q191 cộng số điện thoại cho em. Cũng có size 27, 28 và size 29. Vừa mới về nóng hổi luôn. Hàng đẹp và chất nhá các chị nhá. Tôi lấy mã này mà mặc này các chị này, mặc còn sướng, nó êm. Xong là mặc nó không bị là bị giãn cái form ấy. Có nhiều cái form quần là mặc quần sóc bò mặc nó bị giãn ra là các chị ơi nó chảy cho nhìn trông nó rất là khó chịu luôn, không muốn mặc luôn ấy. Các chị lấy cho em những cái quần này này. Nói chung là nó cũng vừa tiền đúng không? Đây, mà vừa rẻ vừa đẹp luôn. Quần này các chị lên đơn hàng cho là mã Q191 nhé. Em có hai màu là đen với trắng. Hai màu đen trắng. Đây các bác này. Quần này thì có hai màu đen trắng ạ. À. Quần này các chị comment là mã Q191 nhá. Q191 cộng theo số điện thoại cho em. Quần này em sẽ có hai màu đen trắng và form suit cho các chị đến tầm 62 cân. 60-62 cân và các chị tầm 45 cân đổ lên nhá. 45 đến tầm 60-62 cân đổ về em chốt đơn hàng. Mã sản phẩm là Q. Mẹ ơi, con uống 2 uống nhiều lắm rồi đấy. Quần sóc này bán bằng tiền đấy các chị nhá. Được chưa? 279.000 là có hai màu. Sóc là mã Q191. Cộng theo số điện thoại cho em các chị nhìn hàng. Hàng siêu đẹp luôn, giá là 279.000. Các bác nhìn mình lên đơn hàng chứ là Q191 và kèm theo số điện thoại cho em. Rồi V9 vàng đen ok. Áo V9 có nhiều màu lắm chị ơi, đợi em một tí em do màu nhá. Áo em mặc đây là có màu em gọi là màu vàng mơ ấy. Màu vàng mơ mặc tôn ra mà trông màu rất là sang, bối ngoại của nó sẽ đậm ở trên lai một chút và chất tăm cho em. Đây ạ, quần là mã Q191, các chị nhìn cái cạp của nó xinh chưa? Quần này mặc sơ vi lên thì quá đẹp luôn. Cạp to cho em nhé, được chưa? Cảm bạt to cho các chị mặc là nó sẽ ghen bụng cho chị em mình rất là tốt luôn. Đó, Q191 kèm số điện thoại cạp cao cho em này. Ok chưa? Rồi sơ vi nó đẹp và các chị để buộc này. Đây, Q191 là giá 279.000. V9 đợi em một chút em vô lại màu nhá. Q356 chị Nguyễn Phương lên số điện thoại giúp em với. Lên nào đính đá đi à? Rồi ok chị, lấy hộ em ít áo đính đá chị ơi. Đây em vô lại bảng màu của áo V9 đây. Các chị nhìn cho em ạ, lưu ý cho em hàng đẹp nhá các chị nhá. Áo này là mã V9, em mặc là màu vàng, vàng mơ, có đây là tông màu cam. V9 cho em màu cam này. V9 cho em ạ, tông màu xanh này là xanh đậm nhá các chị nhá. Đây em gọi là màu xanh đậm nhá, màu xanh đậm này. V9 cho em tông màu trắng. Đây là cái bảng màu nhá, V9 màu trắng này. V9 cho em tông màu đen. Và V9 cho em ạ, tông màu xanh nhạt. Cộng số điện thoại cho em là các chị chỗ đơn. Có cả một màu rêu nữa nhá. Đây màu này là màu rêu cho em. Đây màu rêu và em vừa bật xong ý. Mã này là 150.000 một áo. Mã là 150 nhá. Mã sản phẩm là V9. Cách số điện thoại cho em các chị lên đơn. Các chị mua bên ngoài toàn hơn 200.000 cái mã này. Toàn hơn 200.000. Để chắc các chị nhìn hàng cho em này. 150.000 đồng em chốt các chị giá trên live stream. Hàng chất bao đẹp luôn. Mã V9. V9 cộng số điện thoại ạ. Chị Hải Dương Ngọc Lan có này. Chân váy bò chị Hà Bùi đặt lại. Chị ơi tối nay đặt lại của em với. Chị Trần Gắng ok em chốt đơn. Áo bán 150 chị ơi. Mã này là 150 áo V9 cho em. V9 150 chị Vũ Hàng có này. Mông tơ ghi em còn chị Nguyễn Hoa ơi. Lên mông tơ ghi em còn chị Trần Giang có này. Đó, mình chọn màu cho em nhé. Em mặc là màu vàng đây ạ. Còn đây là tông màu xanh nhạt đây ạ.
Em màu xanh, màu xanh nhạt. Lên mã lên đơn một cách số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn hàng. Xanh nhạt cho em. Màu đen. Chị ơi lấy em ít áo đá đi. Áo đá em có cả đá trẻ và đá trung nhé các chị nhá. Đây màu trắng đây, V9 màu trắng, V9 cho màu xanh đậm, V9 màu cam. Đấy các chị mình chọn màu cho em, rất là nhiều màu luôn ý. Chứ là những cái áo ba lỗ các chị mặc cho em những màu mè một tí cũng được. Đấy mặc đi biển, đi chơi, đi du lịch các kiểu luôn. Rồi mặc ở nhà cũng xinh. Đấy những cái dòng này nó không trễ cổ quá các chị nhá. Form này form vừa cho em. Form dạng đến tầm khoảng 62, 63 cân đổ về cho em ạ. Mã hàng là mã V9 ạ, cũng là số điện thoại nhé. Quần là mã Q191. Quần là mã Q191, còn áo là mã V9. Các chị mình lên đơn hàng bằng cách số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn nhé. Quần là, ủa các chị ơi, cái quần này cạp ghen bụng cực tốt luôn nhé, cạp cao. Được chưa, cạp cao cho em. Này, bụng to này. Được chưa, mặc vào nó ghen bụng này, bụng cạp to cho em. Quần này có hai màu đen với trắng. Hai màu đen trắng, mã quần là quần Q191. Váy bò hôm nay em có lên mã CV30 nhá. Có lên mã CV30 em vừa lên xong ấy. Chị Thu Hoài có này, chị Nguyễn Phương, Yến Phạm, ok em chốt đơn hàng. Comment mã hàng cái số điện thoại cho em. Các chị ơi không lấy quần này thì hơi phí luôn. Nếu quần đấy em không săn được nhiều ấy. Đó các chị nhìn hàng cho em. Quần này các chị đang mua hàng 450 đó. 450 em tặng các chị giá 279 cho em trên livestream của em luôn. Để chạm chốt trực tiếp trên live của em là giá 279.000 đồng. Các chị comment mã sản phẩm cũng là số điện thoại cho em, các chị chốt đơn. 3 size là 2728 và size 29 tương đương với MLXL 3 size. Chị Hà Bùi đặt cho em là mã CV30 là chân váy bò nhá. Rồi Q191. Nhà em không bán đồ nam nhưng chỉ bán đồ nữ thôi. Rồi em chuyển mã luôn này. Ôi lên áo báo, đợi em tí chị ơi. Báo đây, báo đây. Các bác thích cái gì em có cái đấy luôn. Trang Bùi ạ, ok Thanh Loan Lê này, Linh Nguyễn ok chút màu vàng. Em lên áo báo nhá. Này cái áo ba lỗ này là form vừa đấy, nó không phải là dài quá hoặc ngắn quá đâu, có loại là ngắn tí này. Nó dài lỗ tốt, rất là ngắn. Các chị mặc cái, em những cái dòng này, các chị sơ vi nó các chị để bình thường cho em cũng đẹp. Không có cổ á, vẫn thích không có cổ, em lên hai mã xong đấy. Thế nên tiếp một mã nữa nhá. Không có cổ em leo lấy tiếp một mã nữa đúng không ạ? Đây. Nhà em cũng đang bán rất là chạy luôn. Đó, những cái mã này các anh em đang bán rất là chạy luôn. Các chị này đủ màu đủ size. Đủ màu đủ size, mã này là mã D2 nhá. Mã áo phông này là mã D2. Các chị lên đơn. Cách số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng. Rồi, ôi D2 cho em này. Đủ màu đủ size đến 65 cân, 66 cân. Màu đen đến 70 cân. Màu đen là đến 70 cân. Còn các màu khác thì đến tầm khoảng là 65, 66 cân đổ với em chốt đơn. Mã này các chị comment là mã D2 nhá, không là mã D2 cho em. Kèm theo số điện thoại ạ. Đây chị ơi, mã này mã D2 cho em này. Xinh ơi là xinh luôn. Giá là 190, đủ size nhá chị nhá. Chị nào cứ tầm 66 cân đổ về các chị lên đơn, 40 cân đổ lên đến 66 cân đổ về các chị thì chốt đơn hàng. Lên mã trên là mã D2 ạ. Em chọn cho em màu xanh lá này. D2 chọn cho em tông màu đen. Ba lỗ bao nhiêu? Ba lỗ 150, là mã V9 là 150 nhá. Còn áo em mặc là mã D2 là giá 190.000. Các chị chọn cho em phông ống cổ hàng Quảng Châu. Các chị chọn cho em màu trắng này, phông cái cúc của nó cũng là cúc kẻ cho em theo cái viền của áo. Để chạy theo cái viền của áo. Màu trắng này, tông màu hồng đất cho em. D2 màu vàng. D2 màu đỏ. D2 màu xanh lam. Tất cả em có đủ 7 màu và T2 màu xanh lá. Mình chọn màu chọn size vừa, chất cốt tông lạnh cho em các chị nhá. Cốt tông lạnh mà không nóng không bí, giật càng lý luôn. Đấy về các chị cứ kéo cho em kiểm, khi mà các chị kiểm tra hàng các chị cứ kéo cho em cái đường này, đường chỉ này. Những cái hàng rẻ kéo phát nặng nó giãn hết đường chỉ ra luôn. Những cái hàng này nghe nhá. Còn các chị cứ kéo thoải mái. Đấy chứ, cho mấy giật cho em càng giật càng lý chất luôn, không bị bay và không bị nhão, không bị mất form. Comment mã hàng cho là mã D2 ạ, chọn màu chọn size vừa cho em là các chị lên đơn. Đó, D2 chọn màu chọn size vừa cho nên là các chị mình chốt đơn hàng. Đây lên đỏ luôn đi cho nó gọi là rực rỡ nhá. D2 màu đỏ cho rực rỡ luôn. Bác nào đặt đồng phục đặt luôn cho em, tại vì hàng có đủ màu đủ size. Hàng đủ màu đủ size, lên mã lên đơn một kèm số điện thoại cho nên là các chị mình chốt đơn hàng.
form này không dài quá, không ngắn quá. Các chị thấy form ạ, không dài quá, không ngắn quá. Màu đỏ bên ngoài nó màu đỏ đậm, nhưng màu trên line bị màu tươi hơn. Trên line màu bị tươi hơn. Đây, đồng phục mã này thì quá đỉnh luôn đúng không ạ? Mã này là mã D2 cho em. Màu đỏ ạ. D2 màu đỏ kèm theo số điện thoại cho em là các chị chốt đơn nhé. Chị Hằng Nguyễn có xanh lá, V9 ok, chị Ngọc Lan, chị Nam Nhi ok, chốt V9 này. Coi đúng mã hàng mà kèm số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. Xinh ơi là xinh luôn ý. Đâu áo báo đâu, lên một áo báo cho các chị mình chốt rồi đơn nhé. Lên cái gì, em vừa bảo lên cái gì nhỉ? Báo, chị áo báo à? Áo báo mãi suốt. Ủa chị nào cứ hỏi áo báo suốt ý. D2 ạ, D2 chọn màu cho em. Cho em xem vài mẫu phông trẻ không cổ với chị màu trắng rồi, ok chị luôn. Thế thì chiều ý chị một chút nhá. Không cổ màu trắng phông trẻ đúng không? Thế đeo đi. Màu trắng hơi khó luôn. Thì lên con này nào ấy. Con này nó cũng là hàng đẹp nhá. Đây, hàng Quảng Châu đây, có cả màu hồng luôn. Màu hồng, màu trắng, màu nâu, màu đen, 4 màu. Và có size S và size M. Cái mã này em đang có size S và size M luôn. Ok chưa? Đây các chị này. Xịn sò. Mã này các chị comment là mã V10 ạ. V10 lên số điện thoại SM2 size các chị nhá. SM2 size. Comment mã và cách số điện thoại cho nên là các chị mình chốt đơn. Đây ạ, hàng đẹp nhá các chị nhá. Chất này, tành chất dã man luôn, hàng mắc lụa đắt thường cho em. Và có hai size là size S và size M. Hai size là size S, size M. Mã này là mã V10 ạ. Đây, mẫu này là dòng phông trẻ đây. Em khoác, em mặc luôn thế này cho nó nhanh nhá. Ôi, mặc cả cây trắng á. Em mặc cả cây trắng đây này, các chị mặc quần sóc mờ màu đen hoặc màu xanh nó sẽ đẹp hơn. Em cứ mặc lên các chị xem cái form áo nhá. Form này chốt dưới 60 cân thôi, 40 cân thì 60 cân em có size vừa đấy ạ. Mã này em có SM2 size, có trắng đen hồng nâu. Trắng đen hồng nâu 4 màu, mã sản phẩm là V10. Áo này em sale 200. 200 nghìn một áo. Đây hai chị Nguyễn điểm lên số điện thoại ạ. Đây Phương chị lấy mã này này. Mã này cũng xinh. Form đẹp nhá. Dáng này của nó là dáng ôm đấy. Dáng ôm cho em dưới 60 cân. Đây màu hồng này. Hồng trắng đen nâu 4 màu. Ok chị ạ, hồng trắng đen nâu 4 màu cho em. Con này là 200 nghìn một áo ạ. Đây có nâu luôn. Đây chị ạ, màu nâu đây. Đấy, bác chốt màu này luôn đi. Chị chốt màu này luôn đi. Con này là 200 nghìn thôi. Mã hàng là V10 đúng không? V10. Trang đoàn này V10 trắng nhá. Con này chất đẹp lắm luôn chị ạ. Em thử màu nâu đi nhá, màu nâu mà có quần trắng đẹp. Nói chung là có nhiều mã áo phông có màu trắng lắm. Em cứ lên các chị xem mấy mã cho các chị ưng mẫu nào thì dồn đơn nhá. Đây màu nâu, bộ em có chị ơi. Đặng Thị Hòa có V9 màu vàng. Có bộ không chị à? Có cho em, có nhiều bộ mà. Đây màu nâu. Lấy em ít cái kẻ lụa đi chị ơi, kẻ lụa. Cái hàng theo hình củ cải ấy. Đây chị nào chốt màu nâu lên, màu nâu này cho em nhá. Dưới 60 cân mã này em nhận đơn. 40 cân đến 60 cân em có size vừa, SM2 size. Mã này là có SM2 size, comment giúp em là mã V10. V10 hồng, đen, trắng và nâu. Hồng, đen, trắng và nâu. Comment mã hàng một cái số điện thoại xem là các chị mình chốt đơn. Có cái gì xe đeo ở chỗ nào không? Đây, mẫu này có cả hình, có mẫu này chai neo là phông ngắn rộng nhá. Chai neo phông ngắn rộng, phông ngực cho em. Cái này cũng có hai màu đen trắng. Chợ mẫu này cũng có hai màu đen trắng, phông này là phông ngắn rộng nhá. Quay 10 nâu rồi ok, chốt đơn này. Thế thì đưa cho em một mã áo báo đính đá đây.
chị đợi lâu quá và chị lại sốt ruột. Em nên chè một mã bào đinh đá vào nhá. Đây bào đá đây. Có luôn, chắc có mấy size chị ơi. Đá 836. Đây chị ơi, báo đá đây. Đủ size MLXL. Mã sẽ là đá 836 và kèm với số điện thoại. Áo này bao tiền chị ơi? 165.000 thôi. Mã này là 165.000 đá 836 cho em. 165.000 cái này, mã này em đủ size MLX các chị, 40-65 cân em chốt đơn nhá. 40 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Đá 836 và kèm với số điện thoại ạ. Đây chị này, báo đính đá. Hàng gen 2 lớp cho em, đằng trước có đính đá. Để chợ đính đá và gen này, tay cũng thế. Mã này là đá 836, các chị lên đơn nhé. 165.000 một áo á. Mã này 165 cho em. Lên phong mình củ cải đúng không? Đấy, thính dã man luôn, nghe thấy luôn đúng không? Chị Sơn Tạ, chất đấy thì mát lạnh luôn, đợi em tí. Chị Nguyễn Tí Hàng, ok, trước V10. Mã này các chị comment là mã đá 836 nhé. Mã này 165.000. 165.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Đây các chị này, chất liệu co giãn, hàng hai lớp chứ không phải một lớp rẻ đâu các chị ơi. Hàng một lớp rẻ bên ngoài trường người ta kiểu là hàng gia công ấy, cái chỉ một lớp thôi mà cũng rất bị hở. Cho là đá thì rất là dễ bong. Nhưng đá thì em các chị giặt máy thoải mái cho em. Mã này đá 836 các chị lên đơn nhá. Dưới 65 cân là em có đủ size là MLXL. Đủ size là MLXL các chị lên đơn nào mà còn kèm với số điện thoại cho là các chị chốt. Ok chưa? Bác nào ngắm cho em cái mã đá 836 này luôn đi. Xinh hơi là xinh. Đấy, sơ vi này cũng đẹp nhá. Đây ạ. Trạng sơ vi này cũng đẹp, các chị để vuông cũng đẹp. Bây giờ form này là form vừa, không dài quá, không ngắn quá đâu. Đâu chị cái form củ cải đâu. Củ cải váy hoa dài em có chị ơi, chị Thanh Huyền có này, Thanh Loan Lê có, Lê Huyền ok. Mỗi người một ý, tí em lên tiếp váy hoa nhá, có váy hoa dài. Em có váy hoa tí em lên sau, bây giờ em lên các chị mấy cái mã phông, mấy cái mã phông lụa nhá, phông lụa mà hàng phông củ cải, hàng theo ấy. Đây, lấy màu, lấy size. Đây này. Rồi, bác nào thích mặc rộng rãi thoải mái, các chị mặc cho em cái dòng này cho em. Không cổ, không kẻ nhé chị nhá. Hàng này thì vừa ngon bổ rẻ luôn. Ngon bổ rẻ sang tịnh mịn. Lên mã lên đơn cho em là mã D, à quên, mã V11. V11 cộng số điện thoại cho em. Chất phông này thì không phải nghĩ ngợi luôn. À đây là không phải không củ cải mà là loại hình hoa theo. Đấy chạy củ cải là mã khác. Xem đơn à? Các mẹ không nhầm á? Thôi từ từ đấy nhá. Cải đâu mà cải, đây này. Ôi rồi ôi, thế thì không phải chọn hình nữa các chị ạ. Hai mẫu gần như nhau luôn. Chọn size vừa nhá, chọn size vừa cho em đi. Nó có hình lá sen với lại là có cái hình hoa thêu. Đấy chị ạ, nó sẽ có hai hình ạ. Nói chung là gần như nhau. Gần như nhau luôn. Em sẽ mặc các chị xem cái màu của nó luôn này. Có kẻ than, kẻ đen này, kẻ đỏ và kẻ trắng. Kẻ than, kẻ đen, kẻ đỏ và kẻ trắng. Chị nào chốt đá 836 lên luôn, em chuyển mã nhá. Quần chị mặc có bán em ơi, quần chị mặc là đá, à quên, Q191. Đây, chất áo kẻ cho em này, thêu đẹp chưa, có cả hình củ sen nữa và có hình hoa cho em. Hai hình nhá, được hình nào mình lấy hoàn hình đấy cho em. Được hình nào lấy hình đấy á. Tại vì cơ bản là cái mẫu này em không còn hàng ở đâu hết, gần hết rồi. Em có là MLXL 3 size. 40 đến 65 cân em chốt đơn. Được chưa ạ? Mã này từ 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Mã sản phẩm cho em là V11 nhá. V11 cộng số điện thoại cho em. Chọn màu kẻ ạ. Quần em mặc 65 cân cũng vừa đâu ạ. Chị Nguyễn Thị Bích ok chốt đơn hàng. Đây, kẻ đỏ đây. Kẻ đen. Được chưa ạ? Kẻ em mặc là kẻ than và tông màu kẻ trắng. Dưới 65 cân em nhận đơn mã này nhá. Chất phông mắt lạnh luôn. Mã này em tặng các chị 160.000. Ok chạm 160.000 đồng một áo. Comment giúp em là mã V11.
áo báo là 165, mã này là mã V11 nhá. V11 trend là 160.000. V11 trend là 160.000 đồng các chị nhìn hàng này. Hàng này ra ngoài 270-28. Ok, 270-280.000. Hàng của nó là hàng hình thêu cho em. Hình thêu ạ, nó có hai hình nhé các chị nhá. Đem cho các chị xem cái hình củ sen nữa, có cả hình củ sen nữa. Thế là bây giờ là hai mã sẽ dồn vào một, tại vì bây giờ mã này em không còn nhiều. Rồi là một luôn. Nói chung là chất như nhau hết, khác nhau mỗi cái hình thôi. Khác nhau mỗi hình thôi ạ. Nó sẽ có hai hình. Một là sẽ là hình củ sen, hai là sẽ là hình hoa thêu. Đó, lên đơn hàng cho em là mã V11 kèm số điện thoại cho em, dưới 65 các em chốt đơn 160.000 một áo. 160. Chị Thu Vân ok em chốt đơn hàng. Quá rẻ luôn. Bác định nhập buôn các bác biết là mã này các bác không thể nào nhập được giá xỉ, là chốt giá 160.000. Giá lẻ bây giờ em tặng các chị 160.000 là giá em kỷ niệm các bác luôn đấy. Chất đẹp như này luôn. Đấy, cốt tông lụa các chị nhá. Chị Nguyễn Nga ok chốt xanh, màu xanh em mặc là xanh than đây. Chị xanh than. Trông các chị mặc kẻ đẹp mà đúng không? Nhá, kẻ đẹp này. Những cái dòng này thì trẻ cũng mặc được, chung cũng mặc được cho em. Chị Tu Vân, Nguyễn Nga này, Nguyễn Thị Hằng ok. Em sao không thở rồi, thời tiết còn nóng như này. Sợ thật hôm nay thời tiết nó nóng kinh khủng. Dã man. Rồi V11 nhá. Các chị lên đơn hàng mã này cho em 160 ạ, 160.000. Tôn Hạnh có V10 màu đen. Đây đỏ đây chị ơi. Trông gì để mặc cả bác. Đây này. Màu nó đẹp như thế này luôn, hàng này. Toàn bộ phong xịn cho các chị luôn. Mà giá bây giờ giá nó rẻ như thế này. Mà hàng thêu cứ hết các chị nhá. Chứ không phải là chữ in mà vào hay chữ dán vào đâu. Hình thêu hình dán đâu. Đây kẻ đây, kẻ đỏ. Kẻ đỏ đây các chị ơi. Mã hàng cho em là mã V11 nhá, kẻ đỏ. V11 kẻ đỏ kèm số điện thoại ạ. Kẻ than chị Đinh Thị Minh comment của em là V11 chị ơi. Chị Phạm Ngọc Chi có, chị Huệ Lê nếu em ít váy chị ơi. Tuyết Lương có V10 trắng hồng này. Đây chị Nguyễn Hoa lấy lên luôn đi chị ơi. Không chốt nhanh là hết, tại vì mã này em không có hàng về nữa đâu, về bù nữa đâu ạ. Bây giờ còn bao nhiêu em bán lúc bấy nhiêu, bán lỗ rồi, về hàng làm gì nữa. Em chắc chuyển sang hàng thu đông rồi. Bây giờ còn bao nhiêu hàng hè là em bán thanh lý hết các chị. Thật sự luôn ạ, ngày nào cũng phải bán lỗ như này. Có 160.000 con áo. Hàng tàu đẹp chứ các chị ơi nhá. Xinh chưa. Kẻ đen, kẻ than này, thấy chưa ạ? Kẻ trắng và tông màu kẻ đỏ. Các chị đừng bảo nhầm hình nhá. Tại vì hai hình em rồi là một đấy, được hình nào lấy hình đấy ạ. Đây lên váy nhá. Váy các bác thả tim cho em cái lên váy luôn. Thả tim cho em phát em lên váy luôn. Rồi đổi chị sang V1 ok. Chị Đỗ Thị Hà. Đinh Thị Minh comment cho em mã hàng nhé chị nhá. Phạm Ngọc Chi ok chúc đơn. Huệ Lê có đơn hàng ạ. Dồn đơn này. Một mã váy cho chị Ngọc đi chơi đây. Đây váy đây. Váy này toàn bộ hàng Quảng Châu. Được chưa? Váy hàng Quảng Châu. Mã váy các chị comment là mã V811. V811 cho em mã này. Các chị đen đơn. Cái này không một đai đúng không chị ơi? Sân ơi là sân luôn. Mở lợi ích đủ size đúng không? MLXL.
sao đá mà nó lại bê hết vào đây à? Anh như thế nào đấy? Kéo em có khóa với chị Hoa ơi. Hả? Kéo em có khóa đấy. Tay dạo này nặng thế. Đang ấy, mặt mờ đấy kìa. Mắt mờ chân chậm. Kéo kẹp gì? Nhá. Đây, như này, đây là váy đại học Quảng Châu các chị nhá. Mã này chốt đơn các chị từ 48 cân đến tầm khoảng là 63 cân, 48 đến 63 cân đổ về em chốt đơn V811 và kèm số điện thoại nhá. Mã này các chị mua ngoài nếu mà hàng Quảng Châu y hệt thế này luôn, các chị đang mua mức giá là 480 hơn 500 nghìn một chiếc, 480 hơn 500 nghìn. Các chị đi đơn hàng là mã này là mã V811, em tặng các chị là 299 nghìn. Ok cho 299, các chị đi đơn hàng mã này cho em là mã V811 cộng số điện thoại ạ. Mã này là mã V811 nhá. Comment đúng mã hộ em với. À, Phong Trắng đợi chị tí, chị lên mã sau em ơi. V811 đó là cái mã váy. Đây chị này. Cái bên dưới của nó là chân ren cho em các chị nhá. Chân ren của nó là ren rất là mềm luôn. Bên trên thân của nó là thân u mì và tay pha ren cho em. Ren của nó ren kín. Cái cổ rất là xinh luôn, những cái dòng này thì các chị mặc rất là trẻ trung. Nói chung là trẻ mặc được, trung mặc được cho em mã này. Đó, rất là đẹp luôn các chị này. Bên trong nó sẽ có một lớp nữa. Lên mã điện đơn trên là V811 cho em các chị chốt đơn nào. Mã này là 299 đồng hàng Quảng Châu các chị nhá. Giá này là giá sale và giá này em bán các chị là rẻ nhất thị trường luôn. Đó, các chị mua ngoài toàn 480, 550 một chiếc thôi ạ. 480, 550. Bảo gì cũng đẹp à. Chị Đỗ Thủy em cảm ơn nhá. Đâu, còn mã gì nữa không? Em bảo rồi, giá này các chị ơi, giá này gọi em bán cho nó hết hàng thôi. Chứ còn áo, cái váy này bên ngoài người ta bán giá cao mà, chứ không bán giá này đâu. 300 nghìn một cái váy hàng Quảng Châu, hàng đẹp như này. Còn rẻ hơn cả các chị đi cái hàng mà hàng gia công, hàng xưởng ấy. Em lười lên váy lắm. Em lười lên váy lên, các chị em một cái mấy cái mã áo đá đi. Mã V811 các chị lên đơn nhá. 300 nghìn một váy này. Size MLXL 3 size. MLXL 3 size, lên mã lên đơn được cộng số điện thoại cho em. Ôi, hơn 11 giờ rồi á. Em lên mấy mã áo đá nhá, lên 1-2 mã áo đá xem nghỉ, có muộn rồi. Em xin 1-2 mã áo đá ở chỗ đấy đi chị ơi. Đấy, mấy mã áo đá ở dưới đấy, dưới cái áo kẻ đấy, đấy. 365, 316 rồi đấy đấy. Không, cổ tròn đi, 365 đi kìa. Rồi em lên mấy mã áo đá nhá, đá thổ đi. Bác nào chốt váy lên váy luôn cho là V11 ạ. V11, à V811. Q13 Q13 là quần công sở. Quần ống vẩy. Thôi đợi em tí. Em cứ lên theo là cái hàng em có như nào thì em sẽ lên nhá. Tại vì là lên theo mọi người thì mỗi người một ý kiến. Thì có LXL 2 size. Mấy các bác này. Mã này em có 2 size LXL nhá. 47 cân, 48 cân đến tầm khoảng 62 cân. 48 đến 62 cân. Mã này các chị mình chốt vừa cho em này. Mã này là 195 nghìn một áo. Ok chị ạ, mã này 195 nghìn. Các chị lên đơn hàng cho em là mã đá 365. Đá 365 cộng số điện thoại. Rồi ok chị Hải Hoàng với chị Thu Nguyễn chốt váy nhá. Chị Phương Nguyễn ok chốt áo V11 trắng dồn đơn này. Đơn trưa nếu mà chưa chốt đơn mình dồn đơn được của cả buổi trưa nữa. Đây mã này các chị lên đơn hàng cho em là áo đá 365. Đá 365 195 nghìn áo cổ đá.
áo tổ đá đấy các chị này. Đằng trước của nó sẽ là bình đá cho em nhé, bình đá ép nhiệt. Mã hàng và kèm với số điện thoại trên các chị chốt đơn ạ. Mã này của em sẽ là kiểu giống bo gấu các chị, là bụng to nhá, được chưa? Mặc nó không bị lộ bụng luôn. Comment chuẩn mã sản phẩm cộng với số điện thoại trên là đá 365. Các chị nhìn hàng này, toàn bộ hàng đẹp các chị luôn, 195.000 một áo, 195.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn 195 cho em mã này ạ. Là mã V10. À quên, đá 365. Đá 365 cách số điện thoại cho em các chị lên đơn. V1 chị Chu Dương, ok em chốt đơn nhá. Kẻ trắng than đỏ. Mai 195.000 các chị ơi, đẹp lắm. Có size các chị đến tầm của 62 cân. Size đến tầm 62 cân đổ với em chốt đơn đá 365. Đá 365 một kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Vũ Thủy nhá, chiếu điều hòa cao su ạ. Mét 6 mét 8 màu xanh rêu có luôn. Thanh Loan có đơn ạ. Thôi em nghỉ nhá các chị nhá. Mai em lên tiếp được không ạ? Thời tiết nóng rồi chị muốn nghỉ thôi. Hẹn các chị ngày mai em lên tiếp nhá. Em nghỉ đây. Nóng kinh khủng. Hôm nay bao nhiêu độ mà dã man thế? Bây giờ hiện tại đang 30 độ mà. 30 độ buổi tối này thì ban ngày của nó còn đến 37 độ. Còn 38. Ngày mai còn 37 độ. Cái gì? Thôi đi ngủ đi các chị ơi, mai em lên tiếp. Để em đi ngủ, mệt lắm rồi. Cái này nó nóng. Một buổi tối không biết em uống bao nhiêu nước luôn. Q13 có dây lưng phải không? Không. Cái Q13 của nó, đai của nó như dây lưng đấy chị, chứ không phải có dây lưng đâu. Nó là cái đai các chị sơ vi là không cần dây lưng luôn. Nó có làm cái viền của mình nó như kiểu sắc dây lưng ấy, nên là không cần phải dây lưng, chứ không phải là kèm dây lưng. Đồ đẹp, em cảm ơn chị Huỳnh Kim Ngân nhá. Cảm ơn chị Thanh Lân Lê. Nhà em là quần áo rất đẹp. Nói chung là mọi người cứ mua hàng, mọi người được đồng kiểm là mọi người cứ mua thoải mái. Chỉ sợ là người ta không cho đồng kiểm thôi. Đấy, mua không cho đồng kiểm thì trừ khi những chỗ là mình mua quen rồi thì không sao, những chỗ mà mình mua lại thì không được đồng kiểm thì các chị phải xem xét, đúng không ạ? Nhưng mình cũng, em cũng thế thôi. Cứ chỗ nào mua hàng cho kiểm tra hàng thì em mới mua, chứ không cho kiểm tra hàng là em nách luôn. Em nghỉ nhá. Hẹn các chị ngày mai đi. Và các chị yêu, chúc các chị nhà mình ngủ ngon ạ.